Sao lại dắt con nít đi chơi cùng? Có con nít không tốt sao? Cũng như thiếu một người chơi vậy. Bốn chọi năm, gây cứng biết bao. Anh có biết không, đã lâu lắm rồi không thấy anh chơi game. Trông anh ngầu thiệt đó. Con chưa đi ngủ sao? Bố mẹ không đánh đòn à? Không sao hết, kỳ nghỉ ba mẹ quản không chặt. Dì xoáy out rồi hả? Tiếc quá, khó khăn lắm mới thấy Ren online mà. Đúng vậy, tiếc thật, khó khăn lắm mới gặp được Ren. Tiếc thật đó. Về đây, bé con nhà tôi tự khắc lo. Các dì tự lo cho mình đi. Đại ca, là người của anh thì dễ rồi. Xin hãy nhận một lạy của tiểu đệ. Xin chào anh bạn nhỏ. Tôi đây là cá mực nhỏ, mong được mọi người chiếu cố. Tên ID của tôi có phải là hay lắm không? Cảm thấy hơi kỳ. Có cần đăng ký một ID mới không ta? Hay dáng sao tôi đăng ký cái mới vậy? Bảo vệ tôi, nói ít thôi. Dạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là chị chơi game thâu đêm với anh ta luôn hả? Tất nhiên rồi. Anh ấy biết chị không biết chơi nên rất chăm sóc cho chị. Cứ để chị trốn sau cánh cửa đó. Vậy chị đã hẹn gặp lần sau chưa? Còn chưa kịp hẹn thì anh ấy đã out rồi. Chắc do anh ấy nhìn rõ thực lực của chị nên muốn đá chị qua một bên. Em im miệng đi. Đến ăn ké thì nói ít thôi. À đúng rồi, chị còn chưa kịp xin nghỉ với anh ấy nữa. Xin nghỉ gì hả? Ý con là con cần đến Quảng Châu để quảng bá nó mà. Con nói với Đậu Nam là không thể giúp nó trong tiệm nét được, đúng không? Dạ đúng. Nè, vậy con đi chuyến bay buổi chiều sao? Dạ phải. Đã thu dọn hành lý xong chưa? Hôm qua đã xong xuôi rồi. Thật chẳng hiểu con bé này tham gia cái hoạt động gì nữa. Chỉ là con tham gia hoạt động âm nhạc thôi. Đó là... Thôi, con nói ba mẹ cũng không hiểu đâu. Đừng có khoe khoang. Người nào cũng kiếm tiền hết trơn. Lên mấy cái? Hai cái. Có ghê. Rồi, ở đây. Lấy mấy cái vậy? Hai cái bánh. Ông chủ, lấy hai cái bánh nướng. 8 đồng. Tăng giá nhiều quá đó. Đâu có, hơn 2 năm rồi có tăng nào đâu. Lúc trước chẳng phải một cái 1 đồng 3 xu sao? Nhìn mặt cậu đâu có quen đâu. Lúc trước tôi hay đến cùng bạn, đã 10 năm rồi. Nhớ nhất là hương vị này. 1 đồng 3 xu. Ngon mà rẻ luôn. Thơm. Sướng. Ngã tình. Chút nữa mua thêm 50 cái nữa. 50 cái? Đại ca, 50 cái luôn hả? 3 ngày tiếp theo chúng ta ăn cái này thôi sao? Chẳng phải Âu Cường nói hay sao? Thơm, ngon và sướng. Tôi muốn mua sẵn cho các cậu. Khi các cậu muốn ăn thì có thể ăn được ngay. Yên tâm đi, đi theo tôi. Tôi sẽ không để các cậu bị đói. Tôi cứ tưởng là đội chúng ta nghèo lắm, hết tiền ăn cơm chỉ ăn bánh nướng qua ngày thôi. Tiểu Mễ. Tôi đi mua bánh nướng. Tôi cũng đi. Đi. Ê, đi chọn vị khác nha. Được không? 50 cái. Xếp hàng đi Âu Cường. Ông chủ, 50 cái. Giỡn hoài. Solo, tôi đang nghĩ, hay là tôi nghĩ cách mượn tiền giúp câu lạc bộ của chúng ta. Đừng mà. Tôi vất vả kiếm tiền tiết kiệm là vì điều gì? Là để các cậu có thể luyện tập thật tốt. Hơn nữa tôi tin, nhanh thôi, chúng ta sẽ có thành tích tốt. Cậu có ước mơ không?
Có. Giành quán quân. Cậu thì sao? Tôi muốn trở thành trường cột của các ngành này. Tôi muốn cuộc thi CTF được nhiều người yêu thích như cuộc thi bóng bàn vậy. Có giả tâm lắm đó. Chắc chắn phải có lòng tin. Với lại tôi cảm thấy chúng ta nên lấy giải quán quân thế giới trước đã. Vậy thì nói chuyện mới có khí phách. Đúng, lấy giải quán quân thế giới. Giải quán quân thế giới. Lấy 50 cái bánh nướng. 50 cái bánh nướng. Quán quân thế giới. Sau này nhớ thường ghé nha. Cảm ơn. Rồi. Ông chủ, hai cái bánh nướng. Có ngày, có ngày. Dậy đi, dậy đi. Dậy đi, đừng ngủ nữa. Đã mấy giờ rồi? Hả? Mặt trời đã rọi tới mông rồi, mau dậy đi. Mua đồ ăn cho các cậu đi, mau dậy đi. Hàng Thương Ngôn, đừng có gõ nữa. Lần trước anh đã làm lũng nguyên cái lỗ. Đừng để tôi tốn tiền nữa được không? Lão đại, anh làm gì gọi sớm quá vậy? Ăn bánh nướng đi, đánh răng rửa mặt lẹ lên. Rồi, dạ được. Phấn chấn tinh thần lên cho tôi. Các cậu muốn làm quán quân hay là kẻ thất bại? Đợi đến lần sau khi Kỳ Gia tác chiến rồi, tôi sẽ không còn là đồng đội heo nữa. Sao còn chưa online vậy? Tôi còn muốn nói lời tạm biệt với anh đó. Hai hôm nay tôi đi Quảng Châu, không thể chơi online với anh. Khi về sẽ tìm anh sao? Chờ tôi thay da đổi thịt đi. Hiện tại chúng ta đã xác định được thành viên của đội SB chính là 5 người này. Lệnh Sơn, cậu giới thiệu mỗi người đi. Được. Muốn giới thiệu đội SB thì phải bắt đầu từ đội solo trong truyền thuyết trước. Đội solo có thể nói là người dẫn đầu trong cuộc thi CTF. Đội trưởng solo tên thật là Dương Hạo, được mệnh danh là nhà chỉ huy xuất sắc nhất, là đội trưởng giỏi nhất. Nhưng mà sau khi solo giải tán, anh ấy chỉ tham gia thi đấu cá nhân thôi. Nhưng mấy năm nay, anh ấy chưa từng được khỏi cuộc thi CTF Trung Quốc, không thể đo lường nổi sự cống hiến của anh đối với nghề này. Thằng Gun, tên thật là Hàng Thương Ngôn, cũng là lão đại của chúng ta. Năng lực cá nhân của anh ấy vượt xa solo. Hơn nữa, anh ấy là thanh đao bén, trăm trận trăm thắng của đội. Lão đại chúng ta cũng xem như là thiên tài. Các cậu cũng biết thiên tài rồi đó, tính khí được không tốt. Đúng. Với lại lão đại có rất nhiều fan hâm mộ nữ, có biết tại sao không? Vì đẹp trai chứ gì. Đúng vậy. Apple Dog, tên thật là Ngãi Tình. Đội solo có hai tay tấn công nam nữ, một là lão đại, còn lại là Ngãi Tình. Apple Dog cũng xem như người dẫn đường cho đội trưởng Ngô Bạch chúng ta vào nghề. On, tên thật là Âu Cường. Phòng thủ là chính, tấn công là phụ, không có sơ hở nào anh ấy không chặn được. Anh ấy là trợ thủ đắc lực của lão đại năm đó. Tự Mễ, tên thật là Mễ Thiệu Phi. Phòng vệ cánh bên, được xem thường anh ấy. Phân tích về toàn năng thì tiến có thể công, lùi có thể thủ. Chỉ cần chiến thuật cần thiết, không có vị trí nào không gánh được. Trọng điểm ở đây, bốn người này đều đang ở chiến đội SP. Solo là người phụ trách khu vực Trung Quốc. Abordot là dẫn đội kim huấn luyện viên. Mễ Thiệu Phi, Âu Cường là đội viên. Following, Inin và cầu trượt là đội viên hiện tại của SB. Lão đại năm đó rời khỏi đội solo, năm nay đã thành lập chiến đội KNK của chúng ta. Lão đại đáng thương bị dứt bỏ một mình ở KNK, còn phải cùng những đội viên ngày xưa trở thành kẻ địch. Lão đại thật đáng thương. Đúng vậy. Lão đại có khổ tâm, đâu có ai hiểu đâu. Mấy cậu còn chưa bị la đủ hả? Nói nhiều quá vậy. 97, ngồi xuống.
các vị. Tôi không tin hào quang hôm qua, tôi chỉ tin các cậu hôm nay. Nhóm thi đấu nhỏ chúng ta đã thua SB, cho nên các trận đấu thượng đỉnh cấp lơ tiếp theo chúng ta nhất định phải thắng, có biết không? Nhất định phải thắng. Giải đấu thượng đỉnh Double. Quảng Châu. Đội bóng rổ nào mà hot vậy chứ? Đi thôi. Xin chào, cho tôi hỏi thăm. Vừa rồi anh có nhìn thấy đội nào mà mặc toàn đồ đen bước ra đây không? Hình như họ đi về phía bãi đậu xe đó. Ở bên kia sao? Đúng rồi, bãi đậu xe bên kia kìa. Cảm ơn. Không có gì. Ê, cô gái này là ai vậy? Là fan hả? Fan của ai? Biết tin nhanh vậy, biết cả chuyến bay của chúng ta luôn. Cô nhìn cậu đâu mà dãy dãy cái gì? Quê quá. Hey, trời ơi, sắp bắt đầu hoạt động rồi. Sao cậu chưa trả lời tin nhắn của mình nữa? Vậy Quốc à, đã xong chưa? Hoạt động sắp bắt đầu rồi. Cảm ơn nha. Cá mực, cậu đến đâu rồi? Còn một giờ nữa là bắt đầu hoạt động rồi đó, nhanh lên đi. Cậu lại lạnh lùng xuất hiện ở cảnh giới mới nữa hả? Ừ. Không giỡn nữa, cậu nhớ lần trước cậu đã quên nói cảm ơn với fan nên bị cho vô danh sách đen đó. Sao có thể chứ, trốn trong nhà khóc thầm 2 ngày đó. Nè, cậu có biết gần đây có cuộc thi nào không? Kiểu như là đâu bóng rổ bóng đá đó, hay là cầu lông bóng chuyền? Bọn họ không có luyện tập sao? Bọn họ luyện tập ở đâu cậu biết không? Cậu không sao chứ, sao tự nhiên quan tâm đến bóng rổ vậy? Đâu có, chỉ hỏi đại thôi mà. Nè, chồng mình đang mê một cuộc thi CTF đó, hình như cũng tổ chức thi vòng tròn gần đây nè. Có thật không? Khi nào vậy? Hôm nay đó. Chồng mình là fan của cuộc thi CTF, nghe nói mình làm tuyên truyền cho âm nhạc giỏng dịch cùng ở Quảng Châu nên đã cùng bay với mình đến Quảng Châu để xem cuộc thi này đó. Nghe nói là 3 giờ, chắc cũng đã bắt đầu rồi. Đúng ha, tuyển thủ cuộc thi CTF giống như vận động viên, đồ họ mặc đều là đồng phục thống nhất, có đúng không? Đúng đó. À, xin chào. Cho tôi hỏi, hôm nay cô có biết đội tham gia thi đấu vòng tròn CTF và mặc đồ đen là đội nào hay không vậy? Hình như là K&K, đồng phục của họ là màu đen. Vậy cô có biết họ đang ở đâu không? Ở nhà thi đấu phía sau đó, bắt đầu cũng lâu giờ chắc sắp hết rồi. Cảm ơn. Không có gì. Mau đi, chúng ta đi xem thi đấu. Sao đi vậy? Không đi đâu, cậu phải thu tiền nữa, cậu đi. Có khi còn đến kịp đoạn cuối. Cậu nhớ thu giúp tôi đó, đi mau. Không đó. Nhớ thu giúp tôi đó. Biết rồi.
Vẫn ổn chứ? Không sao. Đội trưởng, đội trưởng đã đến phòng y tế kiếm thuốc dạ dày cho tôi rồi. Nhưng như vậy thì không ổn đâu. Bệnh rồi sao? Cậu ấy nói bị đau dạ dày. Có cố được không? Lão đại à, không sao. Lão đại, yên tâm đi, không làm mất mặt của anh đâu. Cố gắng được thì cố gắng, cuộc thi giống như chiến trường. Tôi thấy hay là để dự bị lên đi. Không, tìm dự bị làm gì chứ? Rên đẹp trai này mà cần dùng đến dự bị hay sao chứ? Dù có đau đến chết thì cũng phải chết ở trên sàn đấu. Đi thôi. Đừng có gắng gượng đó. Không sao đâu. Hay là đi bệnh viện có được không? Được rồi. Hả? Trông chừng cậu ấy. Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng mà. Tôi cũng đã liên lạc với bác sĩ rồi. Xin lỗi, vé của cô đâu? Vé sao? Mua vé ở đâu vậy? Giờ đã dừng bán vé rồi. Không mua được nữa sao? Ê, cô gái, hơi mua vé không? Tôi có vé nè, bán rẻ cho cô. Anh bán vé chợ đen hả? Đúng vậy, sao hả? Sợ mua vé giả gì? Yên tâm đi, tôi bán ở đây cho cô. Cô trả tiền cho tôi ngay trước mặt nhân viên kiểm vé. Không cần đâu, tôi không bao giờ mua vé chợ đen, cảm ơn. Chị ơi, Tôi muốn hỏi thử giờ trên mạng còn vé điện tử không? Hoặc là chị có dư vé không? Giờ tôi có thể mua, tôi trả tiền cho chị luôn được không? Chị làm ơn đi mà. Như vậy đi, cô đứng ở đây một chút, có khi có người trả vé đó. Không phải đâu, giờ cuộc thi đã bắt đầu lâu rồi, chắc chắn không ai trả vé đâu. Xin chị đó, làm ơn giờ đi mà. Cô đi xin được. Tôi cũng vô ích thôi. Lát mà tôi xin chị không có làm ơn giùm cô được. Tôi rất là muốn vào trong. Tôi đã nói cô cứ đứng ở đây chờ đi. Cho tôi vào không thể nào giải quyết giúp cô được. Xin chị đó. Không được đâu. Cô là fan của Khen Khay à? Tôi rất là thích Trinh. Grun, cô thích cậu ấy à? Chị có biết anh ấy không? Chị cũng là tuyển thủ thi CTF sao? Không phải, là nhân viên công tác. Tuyển thủ là chuyện hồi xưa. Tôi giải nghệ rồi. À phải, cuộc thi sắp kết thúc, cô vẫn muốn vào à? Dù chỉ cần nhìn Trinh một chút thôi cũng được. Chào cô, tôi có thể đưa cô bé này vào không? Coi như cô ấy là khách mời của câu lạc bộ SB. Như vậy cũng được, cô may mắn thật đó. Mau vào đi. Cảm ơn nhiều nha. Tôi chỉ có thể dẫn cô đến đây thôi. Lát nữa cô đi vào từ lối vào phía trước, sau đó rẽ phải tự tìm chỗ ngồi nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Không có gì. Mau đi, cuộc thi của Khen Khay sắp xong rồi. Dạ được, vậy tôi không nói nữa. Cảm ơn chị, tạm biệt. Tạm biệt. Bên phía Khen Khay đã thuận lợi xâm nhập vào mấy chủ nhóm A rồi. Người công kích là 97 và Demo. Hai người phối hợp cho cùng ăn ý. Lỗ hổng đã bị xâm nhập xong. Sức hút lớn nhất cuộc thi an ninh mạng chính là tính thực tế về mặt kỹ thuật. Tuyển thủ thi đấu trong môi trường khép kín, tấn công và xâm nhập vào hệ thống máy chủ của đối phương, đồng thời không ngừng tiến hành bảo vệ an toàn cho hệ thống máy chủ của mình. Trong lúc công và thủ sẽ thể hiện được sức hút của cao thủ mạng. Nguyên đêm. Nguyên đêm.
Demo kẻ được lối sau rồi, tuyệt lắm. Giao dây cuối cùng đã phá giải được mật mã. Chúc mừng KNK. Đưa họ đi ăn gì ngon ngon đi. Ờ được. Anh ấy phát hiện ra mình rồi. Mình nên mở lời. Ê, ê, sao buông tay nhanh vậy? Nè, ba cậu không nỡ đi xuống hả? Đâu có, đâu có chị đâu, đâu có. Đi thôi, đi, đi, nhanh lên, đi. Trời ơi, cái đầu heo ngu ngốc này. Tự nhiên lại nói với người ta trúng thưởng gì đó. Đầu óc mình chắc bị lừa đá mất rồi. Thế nào rồi? Cậu ấy vừa xuống sân khấu đã nằm một chỗ rồi. Không sao, rót cho tôi ly nước ấm là được rồi, không cần cậu bác sĩ đâu. Cậu chết ở Quảng Châu không tính là tai nạn nghề nghiệp. Lão đại, em đã như vậy rồi, anh còn chọc em nữa. Đới Phong, mau đi rót ly nước nóng, mau lên, đi đi. À, được, được, được. Tôi cảm thấy tình hình không được tốt lắm. Cậu ấy từ sáng đã bắt đầu ói. Ói tới mức trong bụng không còn gì, vẫn cứ ói tiếp. Cả người vô cùng yếu ớt. Đây là triệu chứng của dạ dày xuất huyết. Bác sĩ cô tìm đi đâu rồi? Chắc vẫn còn đang trên đường. Tôi đi coi thử. Chơi cũng được đó. Chiến đội KNK bởi vì thành viên chủ lực rất là nhiều. Bên đối diện chiến đội vừa rồi vẫn còn có chút khiếm khuyết về mặt tổ chức. Có thấy vậy không? Đúng không? À, xin lỗi, tôi muốn hỏi. À, chiến đội bên trái vừa rồi chính là chiến đội KNK đúng không? KNK rất là lợi hại. Một trong hai đội đẳng cấp nhất trong nước. Ông chủ vừa trở về nước thành lập bộ phận Trung Quốc của chiến đội KNK. Lập tức càn quét tất cả các đội. Hiện tại hình như ngoài trừ đội SP, những đội khác đều sợ ho hết. Trong đội có một đội viên tên là Grant, các anh có biết không? Grant hả? Anh ấy thế nào? Grant đương nhiên là lợi hại. Cậu ấy là một trong những thành viên chủ lực đó của chiến đội KNK. Cô nói có lợi hại không? Tôi vì cậu ấy đặc biệt từ Tô Châu tới đây đó. Sao? Vậy sao? Vậy lát nữa bọn họ có quay lại không? Vừa thắng Double Elimination họ đã rút rồi. Rút rồi là không quay lại nữa hả? Đương nhiên rồi, bọn họ bình thường chơi trong trận đấu này sẽ quay về khách sạn luôn. Chúng tôi ở đây đợi trận đấu tiếp theo bắt đầu. Cảm ơn các anh nhiều. Không có gì đâu. Không có gì. Biết gì không, trời ơi, tôi cảm thấy sao? Vẫn còn kém chút xíu. Thì đó, có tôi biết mà. Lợi hại lắm, vậy đúng hả? Không? Đã nghe nói chưa? Hôm nay Ren bị đau bao tử nhưng mà vẫn kiên trì tham gia thi đấu buổi sáng. Vậy mà vẫn xin lỗi đó. Cho hỏi. Vừa rồi anh nói Ren bị đau bao tử hả? Đúng. Ê, ê, tôi làm gì vậy? Ra ngoài. Không, không, anh bảo vệ. Vừa rồi tôi ở trong kia xem thi đấu. Tôi mới ra ngoài một phút thôi. Cho tôi vào lại đi. Không được, chỉ cần ra ngoài vé sẽ bị quỷ, không được vào lại. Tôi để hành lý ở đây có được không? Ra ngoài đi. Tôi vào trong rồi ra ngay mà. Chúng tôi không có quy định này. Đi mau. Đi mau đi. Anh bảo vệ, cầu xin anh đó. Tôi rất thích Ren. Tôi nghe nói anh ấy bị đau bao tử. Anh cho tôi vào coi một chút đi. Cậu ấy đau dạ dày liên quan gì tới cô chứ? Đi mau đi, đừng gây loạn đồ ở đây nữa. Tôi để rơi bên trong rồi, tôi vào lấy đồ mà. Đồ không phải để ở đây, cô đừng gạt tôi. Đi mau, đừng làm phiền. Nè, anh làm gì đó? Vì sao lại đẩy người ta như vậy? Đâu có, tôi đang làm việc mà. Một, hai. Ủa, sao cô lại ở đây vậy? Lúc vừa rồi tôi đi xuống nhìn thấy cô rồi. Hả? Cô và lão đại nói chuyện với nhau. Cậu ta nói hàng thân ngôn. Mặc dù hai người rất khiêm tốn nhưng mà vẫn bị tôi nhìn thấy. Cô chắc chắn tìm lão đại của tôi hả? Đúng. Vậy lão đại cũng đang chờ cô rồi. Nhanh lên, đi vào. Tôi, được sao? Sao không được, vào đấy. Cảm ơn. Ủa, lão đại không chuẩn bị cho cô thẻ công tác hả? Chuẩn bị cho tôi, không thích hợp lắm đâu. Có gì đâu, lão đại cũng kỳ ghê.
nên đưa cho cô thẻ công tác mới phải. Có điều anh ấy là như vậy, cứ có cuộc thi là anh không quan tâm tới cái gì hết. Không cần không cần, mọi người thi đấu tôi vẫn nên dùng tiền mua vé ủng hộ cho mọi người chứ. Cô đợi chút nha, để tôi hỏi giúp cô. Gia Hào, hả? Lão đại đâu? Không biết, lão đại vừa rồi không phải ở đây sao? Ê, cô gái bên ngoài là ai vậy? Xinh quá trời luôn. Đúng vậy, chị dâu đó. Chị dâu hả? Ôi, tôi không nhận ra luôn. Mau mời vào đây đi. Được rồi, vào đây chờ đi. Cảm ơn. Muốn uống nước ấm nữa không? Ren, chào anh. Không phải tôi cố ý làm phiền đâu. Lúc nãy tôi thật sự đã ra ngoài rồi. Sau đó nghe nhân viên công tác bên ngoài nói, nói là anh bị đau bao tử. Tôi muốn quay lại coi thử, xem bao tử anh thế nào rồi. Không sao rồi chứ? Anh là ai vậy? Cô là ai vậy? Anh là ai? Tôi mới là người hỏi cô là ai đó. Ê, như vậy, cậu ấy tên là Grin. Grin à, đây là chị dâu đó. Đợi chút. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc ai là người đau bao tử? Vừa rồi chị dâu ở bên ngoài cho nên em đưa chị ấy vào. Chị ấy đợi ở bên ngoài, anh không biết hả? Sao anh không đưa thẻ công tác cho chị ấy? Thật không chu đáo gì hết. Cậu gọi cô ấy là gì? Thì chị dâu. Tại sao cậu ấy gọi cô là chị dâu? Tôi không biết. Cậu quen cô ấy à? Không quen. Nói thật đi. Thật mà. Lão đại à, em đã đau bao tử rồi, đừng ép em nữa mà. Cô quen cậu ấy à? Tôi không quen. Nói tiếp, tôi đang nghe. Chị dâu nghe lời quá ha. Kêu ra liền à. Hay ghê á. À, đó là công việc của tôi. Tôi hiểu rồi. Đều tại tên đậu nam không thể tin tưởng đó. Đầu ông nọ cắm cằm bà kia đưa lộn tên cho mình. Cái người tên Ren đó rõ ràng là người ẻo lả đeo kiến, vốn không phải là anh ấy mà. Tôi hỏi cô, trong khi anh Khi này cô còn biết ai ngoài tôi ra? Hết rồi. Vậy là cả hội trường cuộc thi cô chỉ biết mỗi tôi. Ừ. Cho nên cô đến đây tìm tôi. Lẽ nào phải khai ra mấy hôm trước tôi gặp tiếng sét ái tình với anh, lúc sáng lại nhìn thấy anh ở sân bay, rồi lập tức tìm kiếm thông tin của anh ở khắp nơi, từ bảo tàng triển lãm đuổi đến tận trường thi CTF sao? Tất nhiên không được rồi. Không phải, không phải là tôi đến tìm anh. Vậy thì kỳ lạ lắm. Cô chỉ biết mỗi tôi lại không tìm tôi. Tại sao cứ phải vô khu vực nghỉ ngơi của KNK? Đã vậy tay còn cầm biển tên của Grun. Hiểu lầm. Là hiểu lầm thật đó. Chỉ là hôm nay tôi vô tình biết các anh có cuộc thi, thì tôi đi ngang qua nên muốn vào xem cho vui thôi. Vô tình xem cho vui. Cô đi máy bay ngàn dặm xa xôi tới đây, đi qua hội trường thi đấu cảm thấy vui liền mua một tấm vé vào xem cho vui sao? Đột nhiên nghe nói có một tuyển thủ tên là Grun bị đau bao tử, có cảm thấy tên xui xẻo này đáng thương nên đã vào phòng nghỉ của KNK muốn xem tên xui xẻo đó như thế nào, có phải không? Phải rồi, quên không nói, người xui xẻo đó cô còn không quen biết. Nếu như tôi nói tôi thật sự không biết anh ấy, hôm nay tôi mới biết anh ấy,
Liệu anh có nghĩ tôi đang giảo biện không? Cô còn biết là đang giảo biện hả? Nói thật đi. Nếu như mình nói mình lộn người, có phải anh ấy sẽ đuổi mình đi không? Mình muốn hiểu anh ấy thêm một chút. Có điều gì muốn hỏi tôi à? Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Có qua có lại mà. Vậy anh cũng là game thủ chuyên nghiệp sao? Tôi không hẳn. Vậy sao họ lại gọi anh là lão đại? Câu hỏi này tôi chưa bao giờ nói với ai ngoài ngành. Đi nói với lão đại đi nha Lên. Nói với lão đại đi. Bọn họ thi đấu thì tôi lo cái ăn cái chỗ ở cho họ. Vậy tôi biết rồi. Cái này giống như là giống như lên kế hoạch cho trung tâm hội nghị đúng không? Tổ chức bữa ăn chỗ ở cho toàn bộ khách khứa. Còn phải phụ trách toàn bộ quy trình của họ. Vậy chắc là anh vất vả lắm ha. Nói thì cũng tương đối vậy. Vậy thì tôi vô đi. Tại cậu hết. Lão đại à, hai người nói chuyện gần xong chưa? Có chuyện gì à? Không có, tại vì mọi người đói rồi. Dạ, đói bụng lắm rồi. Kêu mọi người lên xe trước đi. À dạ được. Chính bảy. Dạ. Lát nữa đưa cô gái bên ngoài về khách sạn trước. Dạ được. Quan. Lão đại à, đều là 97F em. Em không nghe thấy gì hết, thiệt đó. Đi tìm người dẫn đội. Kêu cô ấy là tôi tìm có việc. Dạ nghe. Chị dâu, để tôi kéo vali cho. Thôi, để tôi tự cầm cũng được. Có gì đâu, khách sáo làm cái gì chứ, đi thôi. Đi đâu chứ? Đi ăn cơm. Hả? Ăn cơm gì? Lão đại kêu đưa chị lên xe về ăn tiệc chúc mừng. Tôi cũng phải đi sao? Tất nhiên rồi, sớm muộn gì cũng phải ra mắt mọi người thôi. Đi nha. Không phải sợ, chúng tôi dễ gần mà, đi thôi. Tôi muốn hỏi là Hàn Thương Ngôn, anh ấy kêu tôi đi sao? Tất nhiên rồi, lão đại đặc biệt dặn dò phải đưa chị đi đó, đi thôi. Được. Đi. Hàn Thương Ngôn, nghe nói bạn gái của anh tới rồi. Bậy bạ. Đúng rồi, hỏi cô chuyện này. Có phải Grun có bạn gái rồi không? Cuộc sống tình cảm của cậu ấy khá là phức tạp. Tôi cũng không biết rõ, lúc thì có, lúc thì không. Bí ẩn lắm. Người ta tìm đến tận cửa rồi kìa. Không phải chứ. Chắc là nợ tình. Cô bé đó vì muốn bảo vệ cậu ta mà không chịu nói thật một câu nào hết. Tôi đã hỏi suốt nửa ngày mà không chịu trả lời. Cậu ấy sợ anh chắc chắn sẽ không chịu nhận đâu. Sợ tôi lại bắt tôi phải gánh tội. Gánh tội gì chứ? 97 gọi cô ấy là chị dâu. Chị dâu? Còn nói là vợ của tôi. Vụ này kỳ quá à. Chuyện giới vợ của trẻ con giải quyết trong im lặng thôi. Cho nên tôi rất cảm kích, cũng rất biết ơn. Đương nhiên rồi, cái ngành của chúng tôi vẫn là rất trẻ. Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, tiếp tục hoàn thiện. Hy vọng CTF càng ngày càng tốt lên. Cảm ơn. Cảm ơn. Nói hay quá. Cảm ơn Solo đã nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Cũng cảm ơn mọi người có công đến đây, vất vả rồi. Cảm ơn mọi người, vất vả rồi. Phải rồi, Jun cứ bị đau bao tử như vậy cũng không ổn cho lắm đâu. Có rảnh thì đưa cậu ấy đi kiểm tra toàn diện đi. Được. Con người của anh ngoài mặt thì hung dữ, bên trong lại âm thầm quan tâm. Lão đại nhà anh tới cả người tốt cũng không biết làm. Để dành cho cô làm người tốt không phải sao? Tốt chứ. Còn nữa,
Thực đơn của tụi nhỏ này cô cũng để ý một chút nha. Run chính là một vết xe đổ. Chăm chút cho bao tử của họ một chút. Tôi hiểu rồi, còn gì cần nói nữa không? Ngoài ra, ngoài việc huấn luyện chính thức từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật kêu họ nhất định phải nghỉ ngơi cho tôi. Dù là đi xem sách kết bạn, ra ngoài chơi bóng xem phim gì đó đều được hết. Đừng suốt ngày chìm đắm trong tâm trạng căng thẳng lúc thi đấu, không tốt cho họ chút nào. Mỗi người bọn họ đều được huấn luyện thành người đa tài rồi. Còn gì nữa không? Người mẹ đội viên này. Đừng giỡn. Vậy tôi đi nha. Đi vội vậy sao? Tôi sốt ruột đi coi người. Coi ai? Chị dâu xinh đẹp rớt từ trên trời xuống. Cô đưa bọn trẻ lên xe trước cho họ về khách sạn ăn cơm. Hàng tổng của ban tổ chức kêu tìm chúng ta có việc. Lát nữa cô đi với tôi một chuyến. Được thôi. K-N-K. Rồi mọi người trật tự nha. Trật tự. Chị dâu bên này nè. Ai là chị dâu? Phải đó, bên nào vậy? Bên này, bên này. Ai vậy? Đúng rồi, sao lại có chị dâu ở đây? Mời chị dâu lên xe nha. Cảm ơn. Wow. Anh em ơi, chị dâu tới rồi. Chào chị dâu. Chào chị dâu, lần đầu gặp mặt xin hãy giúp đỡ. Cậu có thể kêu họ đừng gọi tôi là chị dâu được không? Mọi người hiểu lầm rồi. Không vấn đề. Chị dâu có dặn mọi người đừng có gọi chị dâu là chị dâu nữa. Chị dâu mắc cỡ đó. Chị dâu em biết rồi. Chị dâu ngồi đi chị dâu. Cảm ơn. Dạ. Chị dâu à, tôi để hành lý ở đây nghe chị dâu. Cảm ơn. Được tôi được rồi. Đi. Lão đại của mấy người khi nào lên xe vậy? Đợi thêm chút nữa đi. Được rồi. Đi đi, nhìn em đi. Nhìn em một cái đi. Đội trưởng, anh trai anh tìm được bạn gái từ khi nào vậy? Không phải một ngày 24 giờ anh ấy đều ở câu lạc bộ sao? Không biết nữa. Hoạt động bí mật. Lão đại được đó, chơi trò này với tụi mình. Anh sợ tụi mình học theo tìm bạn gái lơ là thi đấu chứ gì. Anh ấy cũng lớn tuổi rồi. Yêu đương cũng là nhu cầu bình thường thôi. Lão đại lớn rồi nha. Gì đó. Lớn tuổi đâu mà lớn tuổi. Rõ ràng là đẹp trai muốn chết. Đàn ông hơn đám nhóc con các cậu nhiều. Mọi người lát nữa sau khi về khách sạn xuống lầu ăn buffet trước nha. Tôi đã bao mấy bàn lớn rồi. Chú ý đó, đừng ăn hải sản tươi để lạnh. Mọi người nhìn Run đi. Chính vì như vậy mà làm mình bị bệnh luôn rồi. Đã sắp tới lúc thi đấu, mọi người phải chú ý sức khỏe của mình thật kỹ, có biết không? Biết rồi, thưa dẫn đội. Bác Tài, bác lái về trước đi. Tôi với lão đại sẽ đi về riêng. Được. Còn nữa, các cậu phải chăm sóc người ta cho tốt đó. Yên tâm đi chị, yên tâm đi. Hey, chào. Nói chuyện công trước đã, có chuyện gì để nói sau đi. Mọi người ngồi xuống đi. Ngày mai là tới lượt hai đội chúng ta thi đấu. Ừ. Vậy mọi người đều cố lên nha. Đều cố lên. Quán quân chỉ có một. Đợi xem là ai. Ý, tôi tới cuối sao? Xin lỗi nha. Hai đội các cậu đi quá nhiều fan. Tôi phải bảo đảm bọn họ ra về an toàn rồi mới được rời đi. Bớt nhảm, nói chuyện chính đi. Có chuyện chính cái gì đâu. Hôm nay bạn cũ tụ họp, cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Anh rảnh vậy sao? Cái này cứ coi như vậy đi. Rốt cuộc là anh có chuyện quan trọng gì cần tuyên bố hay không? Ăn cơm quan trọng lắm đó nha.
Tôi biết một nhà hàng Quảng Châu rất được đó. Tôi đi đây. Nè 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 nè, Lão Hàng, không nể mặt nhau à. Anh về khách sạn cũng phải ăn thôi. Anh không thích tiếp anh em thì cũng nói chuyện với tôi được mà. Thôi đi. Ê, được rồi, tôi đã đặt ra một phòng riêng 12 người, giờ chỉ có ba chúng ta, có ra gì không? Thôi bỏ đi Hàng tổng, nếu ba người chúng ta ăn cũng rất lãng phí. Để dành lần sau chúng ta lại đi. Tạm biệt. Ê, tôi gọi xe rồi, chắc là kẹt xe thôi, đợi một chút đi. Tôi vẫn chưa hiểu tính cách của Hàng Thư Ngôn. Chúng tôi có xe chuyên dụng, đúng lúc chúng ta ở cùng khách sạn. Cô muốn gì chung không? Không cần đâu, cảm ơn. Chúng tôi gọi xe rồi. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà không được vui. Hôm nay chúng ta thi đấu thắng rồi mà. Tôi chỉ là không ngờ sẽ có một ngày như vậy. Mọi người thành công rồi, giàu có rồi, nhưng đi cùng xe thôi cũng khó khăn như vậy. Xin lỗi, đều là tại tôi, là tôi đã hại mọi người. Tôi không có ý trách cô. Mười năm trước. Các vị chiến hữu, mọi người coi tôi chuẩn bị cho mọi người cái gì nè. Wow, lì xì kìa. Con hỷ phát tài nha. Con hỷ phát tài. Những lì xì nào. Vui quá. Cảm ơn đội trưởng. Mặc dù đội solo của chúng ta từ khi chính thức thành lập, đây mới là giải quán quân đầu tiên. Mặc dù chỉ là quán quân trạm Bắc Kinh, nhưng đã vô cùng xuất sắc rồi. Không phải đều là công của cậu sao? Bởi vì cậu dẫn đội tốt, cậu chuẩn bị cho chúng tôi bao nhiêu là tài liệu và đối thủ như vậy, nên mới giúp chúng tôi thắng dễ dàng như vậy. Đúng vậy. Đây là chuyện tôi nên phải làm mà. Hàng Thư Ngôn, cậu biết không, bây giờ cậu ở trong giới CTF tương đối nổi tiếng rồi đó. Tất cả các nhân tài trong thế giới đều coi Hàng Thư Ngôn là đối thủ hàng đầu. Giờ cậu chính là idol chân chính của chúng tôi. Idol. Cái đó là vì tôi có anh chị em như các cậu đó. Đợi đến khi chúng ta ngày càng ăn ý hơn, chúng ta sẽ đoạt về thêm vài chục, vài trăm cái giải quán quân. Không sai. Trời đất ơi, đừng nói mấy cái đó. Lúc này không có bia làm sao mà được, đúng không? Tiếng mẻ. Nhanh lên. Rồi, chia ra. Đây. Rồi. Nào, mừng quán quân toàn quốc tương lai luôn. Quán quân. Dạ, tỏa sáng thật đó. À, dạ xin lỗi cô chú, tụi cháu làm phiền. Giỏi lắm. Cảm ơn. Quán quân toàn quốc. Chủ đệ, hôm nay chuẩn bị bia tốt lắm. Siêu tốt luôn á. Ê, coi kìa. Thiên môn kìa. Đúng vậy. Trời, Thiên An Môn đó đúng không? Thiên An Môn rồi. Coi kìa. Ê, các cậu biết không, mỗi lần tôi nhìn thấy Thiên An Môn đều cảm thấy kính phục. Tôi cảm thấy chúng ta nên dành vinh quang cho nước chúng ta, sớm ngày bước lên vũ đài của thế giới. Không sai. Lão Hàng, là Thiên An Môn kìa. Nào, mời quán quân thế giới. Chị dâu mời xin mời, cẩn thận. Chị dâu à, chị vẫn chưa chính thức làm quen với chúng tôi. Tôi là 97, sinh năm 97 đó. Tôi tên là Demo, các cậu ấy đều nói là tôi ngây thơ đáng yêu á. Chị dâu, tôi là Quanh. Tại sao lại tên là Quanh? Tôi cao nhất, cũng đẹp trai nhất. Trời đất ơi, lắm quá. Hôm nay bạn nam cao cao ngồi phía sau tôi có đổi cái nón. Anh ấy là ai vậy?
Anh ấy là Ngô Bạch, em họ của lão đại chúng tôi. Cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi đó. Đội trưởng? Cậu ấy giống lão đại, thích đi một mình thôi à? Phải. Chắc lần này phải tự mình luyện tập rồi. Các cậu đừng có hù, làm người ta sợ đó. Làm gì có chứ. Đâu có đâu. Theo tôi qua đi đây rồi. Một lát. Hàng Thương Ngô muốn tìm cô. Trời đất ơi, sao đi lẹ vậy? Đi rồi à. Lão đại nôn nóng quá à. Bye bye. Tình yêu là mê muội hết rồi đúng không? Nhìn chị ấy sang chảnh quá. Mình kém xa chị ấy nhiều. Ăn no chưa? Lúc nãy tôi đã uống 2 ly nước. Tôi no rồi, không đói. Hai người bây giờ có thể nói sự thật rồi chứ? Còn phải nói mấy lần đi, lão đại. Một người đàn ông như cậu có bản lĩnh một chút mới được không? Anh một nhát đâm chết em cho rồi đi. Cậu ta có bạn gái, cô biết không? Không biết. Vậy bây giờ biết rồi, có suy nghĩ gì? Không nghĩ gì hết. Không phải, em gái. Cô qua đây tôi nói vài chuyện với cô. Cô nói thật đi. Rốt cuộc cô tìm tôi làm gì hả? Tôi đâu có tìm anh. Không phải, ký tên cũng được, chụp chung cũng được. Cô cứ thoải mái nêu điều kiện. Chỉ cần cô nói thật hai chúng ta thật sự không có quan hệ gì. Cô cứ nói bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần không làm bạn gái của tôi. Ai muốn làm bạn gái của anh chứ, tôi đâu có thích anh. Tình huống bây giờ là gì vậy trời? Sao anh ấy không nói gì hết? Không phải, em gái à, tôi hỏi cô, có phải cô quen anh ấy không? Vậy cô xem thi đấu có phải vì anh ấy hay không vậy? Cô đến chỗ thi đấu có phải muốn tìm anh ấy hay không chứ? Phải đó. Ê, đây là nợ đào hoa của anh có phải không? Thằng Gun muốn để em gánh nợ thay anh hả? Không có cửa đâu. Cậu nói lại lần nữa đi. Gánh nợ cái gì? Không phải, cái đó. Ê, em gái, tôi nói cô biết. Thích thì mạnh dạn nói ra đi. Loại đàn ông như anh ấy, đừng nói là phụ nữ bên cạnh, ngay cả động vật chống cái cũng không có. Bảo vệ nam ở khu chung cư nuôi chó cũng là được đó nha. Loại cực phẩm này, cô bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời luôn. Tóm lại người tôi thích không phải là Ron, tôi thích... Không phải. Người tôi tìm là anh. Hai người vẫn chưa chịu nói sự thật có phải không? Chính là sự thật. Không có chuyện của cậu nữa. Ra ngoài đi. Vậy tôi đi trước đây. Tôi nói không phải cô. Là cậu ấy. Cái đó. Dạ, lão đại, em rút trước đây. Anh và em gái tiếp tục đi nha. Bye bye, bye bye. Thích tôi sao? Hả? Sao vậy? Tôi hiểu sai à? Không phải. Thích tôi điểm nào? Không biết trả lời thế nào. Được rồi, vậy tôi đổi cách hỏi khác.
tôi có điểm gì để cô thích chứ? Tôi ở sân bay nhìn thấy anh, thấy anh và một đám người mặc đồng phục của đội. Tôi thấy rất ngạc nhiên. Sau đó bạn bè nói tôi ở đây có cuộc thi, nên tôi nghĩ có phải các anh đến dự thi không. Tôi muốn đến coi. Còn về vụ của Trinh là gì? Tôi cứ nghĩ anh là Trinh. Tôi nghĩ bao tử của anh bị xuất huyết, nên tôi muốn đến xem anh có làm sao không. Tôi không có ý quấy rầy anh đâu. Xin lỗi. Cô sợ cái gì? Nhìn tôi hung dữ lắm sao? Anh có điện thoại kìa. Là của tôi. Tôi có thể mượn nhà vệ sinh của anh một lát được không? Có một cuộc họp rất quan trọng. Cảm ơn. Alo, xin chào. Xin chào, xin chào. Chúng tôi là Đài Phát thanh Giao thông. Tôi là MC Hải Lục Không. Chào anh, chào anh. Dạ được, dạ được. Thưa quý vị và các bạn. Xin chào, tôi là Đài Phát thanh Giao thông. Chúng tôi đã kết nối với ca sĩ Mạng, rất được yêu thích. Cô ấy đang sở hữu hàng trăm ngàn fan hâm mộ tên là Cá Mực Nhỏ. Cho tôi hỏi Cá Mực Nhỏ. Lúc trước khi cô đăng ca khúc lên mạng, không biết cô đã có lý do gì hả? Chủ yếu là vì cá nhân tôi khá thích. Đó là một công việc tôi khá có hứng thú. Vậy cho tôi hỏi ca khúc của cô thuộc thể loại gì vậy? Tôi thì thích hát một số ca khúc đáng yêu, tông cao, như kiểu nhạc phim hoạt hình. Vậy tôi hỏi thêm một câu. Thường ngày cô thích màu sắc gì? Bình thường thì tôi khá thích màu trắng. Cô thích ăn trái cây gì nè? Thật ra thì tôi rất thích ăn nhiều loại trái cây. Ví dụ như táo, cherry, tôi đều rất thích chúng. Cho tôi hỏi nha. Cô bạn trai chưa vậy hả? Hiện giờ tôi vẫn chưa có bạn trai, vẫn còn độc thân. Chưa có bạn trai. Vậy cho tôi hỏi, cô thích mẫu con trai như thế nào nè? Đẹp trai. Những lúc không nói chuyện thì rất lạnh lùng, nhưng cười lên thì lại ấm áp. Đó là hình mẫu lý tưởng của tôi. Xong chưa? Tôi xong rồi. Xin lỗi. Xin lỗi quấy rầy anh rồi. Đói chưa? Hả? Đi ăn. Câu lạc bộ sắp đến giờ huấn luyện rồi. Còn 20 phút nữa là hết cơm ăn đó. Thật ra thì tôi không cần ăn đâu. Anh không cần mời cô tôi. Cô tên là gì? Đồng đi. Đóng cửa lại. Không đúng. Tại sao phải đi ăn cùng với nhau? Kệ đi, đi rồi tính. Ăn không? Không thích vị này sao? Vậy cô tự chọn cho mình một cái đi. Lão đại, em có phải đang quấy rầy hai người không? Ra ra vào vào cái gì, muốn lên hay xuống đi?
xuống em xuống. Lên để em lấy đồ là xong. Cậu cũng không thèm hỏi chúng tôi có định ra hay không. Xin lỗi lão đại, em không biết hai người muốn xuống. Có muốn chọn một cái không? Anh ấy làm vậy không sợ bị người khác hiểu lầm sao? Cái này đi, cảm ơn. Nhìn thấy điều không nên thấy, liệu mình có bị diệt khẩu không? Lão đại, em đến rồi. Xin lỗi, hai người xuống đi. Bị tên đệ mô nhiều chuyện này nhìn thấy chắc chắn là hiểu lầm lớn rồi. Đi thôi. Ê, đó là chị dâu đó. Ê, đó. Chị đó dâu đó nha. Là chị dâu. Tự đi lấy đồ ăn đi. Chị dâu trẻ quá ha. Thì đó. Nè, anh không có ý với người ta, sao lại đưa người ta tới ăn chứ? Chưa làm rõ tình hình đã đưa cô bé này tới đây rồi. Tôi cũng có trách nhiệm. Mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa. Cho cô ấy ăn no rồi đưa cô ấy về. Được đó, anh cũng ga lăng thiệt. Hai người ăn trước đi, tôi đi gọi xe. Nè, cậu nghĩ họ định làm gì vậy? Ê, ăn gần hết rồi đến chi nữa. Gặp phải lão đại, tâm trạng của anh rất là tệ. Lão đại bị gì? Lúc anh ấy ăn kẹo có nghĩa là anh ấy rất là mất kiên nhẫn, tâm sự trùng trùng. Lúc nãy đứng ở trong thang máy, ảnh ăn kẹo làm tôi sợ quá trời. Không phải cãi nhau rồi chứ? Không biết đâu. Tóm lại tôi cứ toát mồ hôi liên tục luôn. Tôi chỉ sợ lão đại ném tôi ra khỏi thang máy luôn á. Coi cậu kìa, thiệt tình luôn à. Chứ lại có vỏ. Vậy thì miệng sẽ phải há rất to đúng không? Tôm bạc đất. Vậy mình phải bóc vỏ tôm, làm móng tay bị bẩn mất. Chân cua. Vậy mình phải ăn thịt chân cua thế nào đây? Vỏ chân cua quá cứng. Ăn chút bánh ngọt là được rồi. Thế anh ấy liệu có nghĩ mình thích ăn đồ ngọt, cảm thấy mình rất mập không? Không được, ăn món khác đi. Ăn mấy cái này liệu có làm mình đen răng không ta? Rốt cuộc thì mình nên ăn cái gì đây? Ăn chút vậy thôi sao? Thật ra thì buổi tối tôi ăn không nhiều, ăn rất ít. Còn đang sợ tôi sao? Mấy người các cậu, hai người qua đây. Hả? Anh lão đại gọi ai vậy ta? Lão đại, anh gọi ai vậy? Cậu đó. Cười gì cười? Dạ, tới liền. Qua đây, đi. Sao vậy lão đại? Ăn no chưa? Em vẫn chưa ăn no. Đợi đã. Ăn cũng tương đối, đang chạy về luyện tập thôi. Ăn no rồi ngồi xuống nói chuyện cùng đi. Nói chuyện. Nói chuyện hả? Nói đi. Nói chuyện kìa. Nói chuyện. Dạ chị dâu. Chị dâu ơi. Chị dâu. Không phải gọi chị dâu vậy, gọi chị dâu gọi là. Gọi chị dâu tên gì vậy chị dâu? Gọi tôi là Đồng Niên được rồi. Đồng Niên. Đồng Niên hả? Cái tên nghe lạ ghê ha. Trên cây đa cạnh bên con suối kia có tiếng kêu dê 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 như đang gọi mùa hè về. Chị dâu Đồng, cái tên nghe hay quá. Chị dâu, quần áo chị đẹp thiệt á, có chữ xin chào nữa nè. Dễ thương chị quá luôn. Chị ăn nhiều vào nha chị dâu. Chị ốm như vậy thân hình đẹp quá, không cần giảm cân đâu, ăn nhiều đi chị. Đúng rồi. Cái đó ha. Chị dâu Đồng à, dạo này chị làm gì vậy? Phải, chị làm gì vậy? Tôi
xem như là ca sĩ mạng đi. Wow. Trời ơi, cái này tôi biết. Bạn học trước kia của tôi cũng làm. Bây giờ cái này đang hot lắm. Đúng đó. Chị dâu à, vô đâu thì có thể tìm được bài chị hát. Phải. Các cậu vào trang Music 163 gõ cá mực nhỏ là được. Đó là tên tôi. Ê, cô thử đi nhanh lên. Đâu? Mở lên. Tìm đi. Lão đại, anh cũng đang tìm kiếm hả? Dạ, cái đó. Ôi mẹ ơi. Sao vậy? Cậu thử coi đi. Wow, ca sĩ của NetEasy. Đông fan ghê. Đúng vậy nha, còn nhiều hơn cả chúng ta. Trời. Có tài khoản xác nhận Weibo nữa nè. Còn có các lượt tìm kiếm Google. Được đó. Lão đại giỏi ghê. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay là bắt được cô em nạp chàng. Lão đại chúng ta ăn bình thản, chẳng thèm nhìn chị dâu đến một cái nữa. Ê, cậu coi kìa, chị dâu lúc nào cũng nhìn lão đại hết trơn á. Cậu nói tôi kêu chị dâu thêm Weibo của tôi có tăng fan không? Hỏi đi, muốn biết thì hỏi nha. Lên. Chị dâu à, chị dâu. Chị vô đồng à, cái đó em thấy thông tin cá nhân có viết vì học chuyên ngành kỹ thuật công trình điện tử và công trình sinh vật. Có phải chị vừa lên đại học không? Đó là hai học vị chính quy ở đại học của tôi. Bây giờ tôi là nghiên cứu sinh. Vậy học đại học hơi sớm á. 15 tuổi. 15 tuổi học đại học. Vì sao tôi 15 tuổi còn chưa tốt nghiệp được cấp 2? Thì đó. Bởi vì đại học có lớp thiếu niên. Học bá. Chị dâu à, em nằm mơ cũng muốn quen với nữ học bá. Chị giúp em được không vậy? Gì? Chị giới thiệu cho em đi. Giới thiệu không vấn đề. Nhưng bọn họ vô cùng chuyên tâm học hành. Cho nên tôi... Chị dâu, chị chơi game chắc chắn là lợi hại lắm. Đúng vậy đó. Tôi hoàn toàn không chơi được game. Càng bạn không hiểu. Sao có thể chứ, lão đại chưa từng dẫn chị đi chơi game. Đúng luôn rồi hả đó, lão đại. Tuyệt đối không thể nói từng chơi game với Trinh. Nếu không hiểu lầm sẽ càng lớn. Không có, hoàn toàn không. Vậy chị tới chiến đấu với tụi em đi. Tụi em dạy chị chơi luôn, được. Ăn xong rồi thì đi đi, tài xế còn đang đợi ở cửa. Còn hai cậu nữa, sau này không được phép gọi chị dâu nữa, biết chưa? Lão đại đừng có giận mà. Lão đại. Lão đại ăn thêm đi. Vậy chúng tôi đi trước. Chị ăn thêm đi chị. Chị chưa ăn mà. Chị ăn thêm. Lão đại dựa vào lý lịch trong truyền thuyết của mình để thu hút trái tim thiếu nữ của chị dâu chứ. Lẽ nào không phải? Đại ma đầu ngoại trừ biết lập trình cũng chẳng còn gì giỏi giang hơn. Một ngày 25 tiếng đều ở club ngược đãi chúng ta, căn bản không còn thời gian hẹn hò. Sao có thể theo đuổi được một cô em đáng yêu như vậy? Nói không chừng con gái nhà người ta không thích hẹn hò, chỉ thích 25 tiếng trong thư viện thôi. Dù sao người ta 15 tuổi đã lên đại học rồi, siêu cấp học bá đó. Có lẽ đơn thuần thích kiểu yêu tinh thần hấp dẫn nhân cách thôi. Nhân cách hả? Cậu nói nhân cách của lão đại có thể hấp dẫn ai chứ? Voldemort hả? Ê, đội trưởng, không phải anh cậu sao? Cậu không biết chút nội tình chuyện yêu đương gì hết hả? Đúng. Muốn biết hả? Ừ. Đi hỏi ảnh đi. Ê, cậu nói chúng tôi nghe đi. Không chăm chỉ luyện tập, ngồi tám chuyện như vậy. Không có gì. Dạ đâu có gì đâu anh. Dạ, dạ luyện tập. Dạ rồi. Ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với anh. Hú hồn chi mén. Có chuyện gì vậy? Ông ngoại kêu anh gọi cho ông. Đưa điện thoại cho anh. Sao lại lấy điện thoại của em? Mượn chút thôi mà. Để ông biết anh dùng số nội địa sẽ phiền phức lắm. Alo, Tiểu Bạch. Là con. Ý, Hàng Thương Ngôn. Tên tiểu tử thúi, lập tức đặt vé máy bay về đây cho ông. 30 tuổi rồi còn muốn chơi game sao? Không chịu kết hôn nữa, muốn có con nữa không? Con làm cho ông mất mặt lắm đó. Mấy chục tuổi rồi còn chơi game. Lúc đầu ba con để số tiền đó cho con lấy hết cho câu lạc bộ. Con quên nhưng ông không quên. Con cô Tiểu Bạch ngoan như vậy cũng bị con dẫn đến đó. Ê, con có nghe không hả?
Dạ, nghe ạ. Con nói ông tức muốn chết luôn nè, điện thoại cũng cầm không vững. Vậy ngoài cúp đi, đừng tức hại thân. Con nói vậy là sao đây? Ông sớm biết con sẽ không đặt vé máy bay đâu. Sáng mốt ông sẽ đến sân bay, con đón ông nghe. Nội bao nhiêu tuổi rồi, con bay đường dài tới đây nữa. Chờ làm xong đợt này con và Tiểu Bạch về thăm ngoại cũng được mà. Chính vì ông đã lớn tuổi nên lần này không về không được. Lần này ông về thăm bạn cũ, nhân tiện tìm vợ con. Không được cãi con, không được cãi con, không có quyền cãi. Nếu không chịu thì lập tức quay về đây. Vì nghĩa vụ làm ông mà nuôi con lớn, giờ khiến con hư như vậy là thất bại của ông. Con đó, từ nhỏ đến lớn luôn khiến ta mệt tim. Mà con là cháu của ông, chỉ có nghĩa vụ chính là xin cho ta một đứa cháu cố. Nhìn không ra nha, nội rất trọng nữ khinh nam của riêng mình. Hơn nữa còn có fan dùng tên của anh ấy đặt tên cho bàn phím, chuột cũng như phụ kiện máy tính. Anh ấy từng dùng chiến tích và lịch sử huy hoàng của mình để thay đổi nhận thức của mọi người về cuộc thi CTF, đồng thời cũng tạo nên một lý lịch nghề nghiệp truyền kỳ, chứng kiến cuộc thi CTF của Trung Quốc trải qua từ lúc không ai biết đến, đạt tới thời kỳ đỉnh cao. Nhưng vào lúc chiến đội solo giành được chức quán quân toàn quốc trong cuộc thi CTF, đột nhiên tuyên bố giải nghệ. Tuyên bố giải nghệ. Từ khi Hàn Thương Ngôn giải nghệ, cuộc thi CTF của Trung Quốc như bước vào thời kỳ đóng băng. Giờ anh trở về với tư cách là người sáng lập ra một câu lạc bộ đẳng cấp. Lợi hại quá. Thật lợi hại. Diệt Quốc, Diệt Quốc là tôi đây. Có tiện không? Không sao, làm gì vậy? Xin lỗi nha. Chuyện gì? Ngồi đi, ngồi đi. Cuộc thi CTF, hỏi chồng cậu có được không? Thật sự thích cái cuộc thi CTF đó rồi hả? Cô chơi trò Pokemon thôi cũng chơi không nổi. Nè, người này hai người biết không? Ê, ông xã, mau qua đây xem là ai đi. Anh tới đi. Đợi một chút. Người này nè. Đây không phải là thần Gun của anh hay sao vậy? Đây là năm thần của anh cả đời này đó. Hôm nay anh vì anh ấy mới tới xem thi đấu. Hai người từng xem anh ấy đeo quy chương vàng nâng cấp vàng chưa? Nhận chưa? Trời đất ơi, xoáy ca không thể tả. À đúng rồi. Lại đây, cho coi nè. Đây, cô xem nha. Nè, trong video này có thời khắc truyền kỳ của anh ấy, tuyển tập video thi đấu của anh ấy. Toàn bộ đều là trích đoạn lúc thi đấu của Hàn Thương Ngôn. Coi lại nha. Thần Gun danh xứng với thực của tôi. Nhìn cái này đi. Nắm bắt lưu lượng, phá giải mật mã làm liên một mạch. Xem tiếp cái này. Một mình vận hành hệ thống, củng cố an toàn. Đây gọi là vững như núi Thái Sơn. Lợi hại chưa? Lợi hại. Đúng vậy. Cái này khó nhất đi. 10 mấu chốt mất 9, chỉ còn lại 1. Công thủ toàn diện, đánh đầu chắc đó, nghịch phong lật bàn một cú ăn liền. Đây chính là thời khắc truyền kỳ. Cô biết đây là cái gì không vậy? Không biết. Cái này á, một khi cuộc thi xuất hiện thời khắc truyền kỳ, ban tổ chức sẽ đặt một điểm sáng trên bản đồ của đất nước của tuyển thủ. Hàn Thương Ngôn là người Trung Quốc mà. Cho nên cô nhìn nè, ba điểm này, nhìn đi. Ba chỗ này là một mình anh ấy thắp sáng hết luôn đó. Cô nhìn trên bản đồ đi, đây là vinh dự của nước chúng ta. Cô biết không, người trên cả thế giới có thể nhìn thấy ba điểm sáng này của thần Gun. Cô xem thần tượng tôi có giỏi không vậy? Giỏi quá, quá giỏi. Ông xã, em không ngờ anh cũng đam mê thần tượng quá chứ. Đương nhiên rồi, nói tới thần tượng anh nói cả đêm không hết luôn á. Nói đi, cô muốn nghe gì nữa không vậy? Tôi muốn hỏi về chuyện tình cảm của anh ấy. Chuyện tình cảm hả? Ờ. Nói vậy cô đang muốn nghe chuyện đời tư của anh hả? Em cũng muốn nghe nữa. Anh coi người lợi hại như vậy, được đánh dấu lên cả bản đồ thế giới. Anh ấy thích kiểu con gái như thế nào? Mau nói đi. Để nghĩ coi ta. Nói đi. Để nghĩ coi. Về chuyện tình cảm của anh ấy thì không dám nói
chắc chắn 100%. Thì là năm đó môi trường cuộc thi CTF trong nước rất là tệ. Lúc đó Hạng Thương Ngôn là người đầu duy nhất của đội solo, cũng là thành viên chủ lực. Mấy cái này trên Baidu tra có hết. Như vậy đi, để nói cái mà trên Baidu chưa có nha. Năm xưa khi đội solo đang rất hùng mạnh thì đột nhiên giải tán. Có người nói đội trưởng solo có một cô con gái riêng, khiến anh ấy và người tấn công chủ chốt là Abbott chia tay, cho nên đội giải tán. Có người nói Hạng Thương Ngôn là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của đội trưởng phải lòng Abbott, cho nên đội mới giải tán đó. Vậy cái nào mới là thật? Không biết nữa, ba cái chuyện này mơ hồ lắm. Vậy có nghĩa là có khả năng cô gái mà hồi đó Hạng Thương Ngôn thích là Abbott? Cũng khó nói lắm. Hai người họ có đến với nhau không? Đương nhiên là không rồi. Nếu mà đến với nhau thì không còn gọi là mơ hồ nữa. À, tôi còn một câu hỏi nữa. Cô Abbott đó có xinh không? Rất là xinh. Đứng với nam thần của tôi chắc chắn là xứng. Nhưng quan trọng nhất không phải là đẹp hay không, mà là năng lực nghề nghiệp của cô ấy tuyệt đối ở cấp bậc nữ thần. Nè, có rảnh tra Google coi sao, tìm thử Abbott hoặc tên thật là Nghệ Tình đều được hết. Năm đó đội solo có hai người tấn công chủ chốt, một nam một nữ. Nam thần là Gun của tôi, nữ thần chính là Abbott. Vậy họ là kim đồng ngọc nữ rồi. Thì cũng gần như vậy. Cho nên hiện giờ có người nói Hạng Thương Ngôn lần này lập nên câu lạc bộ K&K là để theo đuổi lại Abbott. Theo đuổi lại sao? Thì đó. Vậy có nghĩa là Hạng Thương Ngôn lúc đầu bởi vì thích Abbott làm cho chiến đội giải tán, bản thân cũng bỏ game. Bây giờ anh ấy muốn theo đuổi lại Abbott nên đã thành lập K&K. Như vậy đúng là cố chấp với tình yêu. À phải rồi, hôm nay cô đi xem thi đấu là để xem nam thần của tôi hả? Ê, cô lấy được chữ ký không vậy? Cô lấy được chữ ký không? Tôi còn chưa lấy được luôn đó. Không có, hình như anh ấy không muốn nói chuyện với tôi lắm. Cô nói chuyện với Hạng Thương Ngôn rồi. Nói như vậy nói tôi biết đi, nói nghe thử đi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Thì giữa chúng tôi đã xảy ra một số hiểu lầm. Sau đó buổi tối về khách sạn của họ ăn một bữa cơm. Hả? Tại sao vậy? Có lẽ là để an ủi tôi thôi. Tại sao phải an ủi cô? Chuyện này nên nói thế nào đây? Đâu thể nói mình tỏ tình bị từ chối được. Tóm lại là chuyện khá phức tạp, nhất thời không thể nói rõ được. Nè, hả? Cậu thật sự không thân với anh ấy sao? Không thân, chỉ gặp qua 2 lần thôi. 2 lần? Ê phải, tôi nhớ rồi. Cô coi, ngày mai họ có một trận thi đấu, cô muốn đi không? Muốn đi không? Muốn chứ. Như vậy đi, ngày mai tôi phải bay về để đi làm lại, để vì quốc gia tôi đi với cô. Thật sao? Cảm ơn dì quá. Coi cậu vui mừng kìa. Con biết rồi. Sau này đừng làm loa chuyển lời nữa. Hôm nay em đã gặp qua cô gái đó. Cuộc thi ATF. ATF, em có đi không? Cuộc thi thiết kế lập trình sinh viên thế giới. Cuộc thi cao cấp nhất trong thiết kế lập trình sinh viên. Anh biết em vẫn luôn muốn đi mà. Thì thế nào rồi? Tốt hơn cô ấy một chút. Nhưng mà cô ấy cũng không tệ. Nhìn em làm gì? Đợi một lát. Em biết cô ấy không có quan hệ với anh, tại sao không giải thích? Em đoán anh không giải thích là vì không muốn cô ấy mất mặt trước mọi người. Anh không giải thích thì tại sao em phải giải thích? Đâu có liên quan tới em. Đúng vậy. Người cả thế giới đều biết, chỉ cần không liên quan đến nữ thần ngải tình của em thì không liên quan đến Ngô Bạch em. Đợi đã. Lần này tại sao ông nội lại tới đây vậy? Tảo mộ, thăm người thân. Nhất định không đơn giản như vậy. Chắc chắn là có nguyên nhân khác. Lần nào ông nội cũng nghĩ lung tung, người xui xẻo chính là anh.
Em lo liệu đi. Đồng Niên, đây có lẽ là lần cuối cùng gặp anh ấy rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tôi nói làm sao đây, vé hôm nay đã bán hết rồi, chúng ta không vô được đâu. Vậy chúng ta có thể coi thử có ai bán vé không, tìm thử đi, mau lên. Không được, vé chợ đen không được, không thể mua vé chợ đen được. Vậy làm sao đây? Ê cậu coi, bao nhiêu fan của KNK, sớm biết vậy chúng ta cũng cầm một cái bảng rồi. Trời ơi, giờ bảng thì có ích gì, bây giờ chúng ta cũng không vô được. Làm sao bây giờ đây? Hôm nay, đội 1 thi đấu, đội 2 tuy không ra sân nhưng cũng phải chú ý theo dõi. Những người hôm nay các cậu gặp đều có thể trở thành đối thủ tương lai. Nắm rõ thủ thuật thường dùng của đối thủ đã xem như thành công một nửa rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi, lão đại. Tiểu Bạch, em dẫn đội 1 đi làm quen với sân đấu đi. Không vấn đề. Đi thôi các anh em. Mang đồ đạc vào đi. Đi thôi. Ê, có kìa. Kìa 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 kìa. Mấy anh ơi. Ai chị nha. Mấy anh ơi. Có sao không? Đụng của tôi đó. Trời ơi, đẹp trai quá à. Mấy anh này chưa hay lắm. Ký cho em đi. Anh ơi chụp với em tấm nha. Tôi không sao. Không sao chứ? Tôi không sao hết. Nghe tôi nói, không chúng sao ta nhất định phải chú ý an toàn. Mọi người đừng chen lớn nha. Là chị hả? Chị còn nhớ tôi không? Hôm qua có gặp chị đã dẫn tôi vào trong đó. Tất nhiên là nhớ rồi. Trùng hợp quá. Trùng hợp. Lần này cô đến xem khen khay à? Hy vọng cô lần này có thể lấy được hình và chữ ký của KNK. Cảm ơn. Mong mọi người xếp hàng trật tự. Lát nữa chúng tôi thi đấu xong ra ngoài sẽ ký tên lần lượt cho mọi người. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người cho SB. Cảm ơn. Cô nhớ phải cẩn thận. SB, SB. Xin chào. Ê, người đó là ai vậy? Cô khí chất quá. Biết vậy mình đã ăn mặc chín chắn hơn rồi. Ê, cậu xem có phải chị dâu không? Đúng rồi, chị dâu. Chị dâu. Đi thôi. Ê, cô gái, Hàn Khay kìa. Hàn Thương Ngôn. Hàn Thương Ngôn. Hàn Thương Ngôn. Hàn Thương Ngôn. Nè, qua đây. Hàn Thương Ngôn. Ê. Đánh demo trước, vậy phải chọn yếu để đánh trước rồi. Lợi hại vậy hả? Người có khen khay đến rồi.
Lão Hàn. Không phải anh có ý gì đây Hàn Thư Ngôn, làm lơ hả? Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều quá. Ê, Grant. Sao vậy? Qua đây, chỗ này có đồ ăn nè. Chỉ biết ăn thôi, sắp thi đấu rồi đó. Nhưng tôi hơi đói. Vậy ăn một miếng thôi nha. Lão Đại, chị dâu tới rồi, ở ngoài cửa đó, anh thấy chưa vậy? Em thấy đó. Lão Đại, anh không chào chị dâu một tiếng sao? Vì thiếu tình người lắm đó. Phải. Như vậy làm sao theo đuổi con gái được? Để em dạy anh mấy chiêu nha. Phải đó Lão Đại, hình như chị dâu còn dẫn theo bạn tới đây nữa. Nếu không được vào khu VIP thì mất mặt lắm đó. Thì đó. Tôi đang đau họng, làm biến đôi co với mấy người. Không phải Lão Đại ơi, tụi em da thô thịt dày bị anh hành còn được. Người ta là con gái mà sao vậy được anh? Người ta đang ra sức cười với chúng ta mà, đến cổ vũ cho chúng ta đó. Đúng đó Lão Đại, anh cho chị dâu vô đây đi. Đi Lão Đại. Đi nhanh lên. Được. Đi thôi Diệt Quốc. Ai vậy? Lát nữa nói sao? Ê chị dâu. Từ từ. Xin lỗi nha. Đúng rồi đó. Vô đi. Để tôi ký tên cho. Sao nhiều người vậy? Chắc là fan của cậu ấy. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Trời anh đẹp trai quá. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Đẹp trai thiệt cứ. Lão Đại kêu tôi đưa chị vô. Chị dâu hả? Chị dâu lại. Chị dâu đừng có đứng ở đó. Tôi có thể đưa chị vô mà, qua đây. Cá mực con, cô lấy chồng hồi nào mà tôi không biết vậy? Không phải đâu, cậu ấy nói năng linh tinh thôi. Chúng ta đã quen biết nhau 3 năm mà cô tìm một đây, người. Để tôi ký cho. Tôi phải đi hỏi. Cảm ơn cậu. Làm gì vậy? Cảm ơn. Gì quốc? Nè, Lão Đại mấy người là ai? Liên quan gì tới cô chứ? Xin lỗi, cho qua. Chị dâu à, tôi còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói nha. Nhưng mà đúng rồi, hôm nay Lão Đại không có được vui cho lắm đó. Demo, đó là bạn của tôi. Tôi có thể đưa cô ấy vào trong không? Đương nhiên rồi, bạn của chị dâu thì chắc chắn là được. Bao lên mới. Nè, xin lỗi cho qua nhờ chút. Đi thôi. Demo, tụi em sẽ mãi mãi ủng hộ chúng tôi nhờ. Làm ơn ký cho chúng tôi với. Demo, cố lên. Anh ơi, cố lên nha. Wow, nhiều người quá. Đây chính là khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ. Nhìn kìa, đó là đội SB. Cá mực con, kìa, có phải thần Gun không vậy? Có thể giúp tôi xin chữ ký được không? Ký luôn lên đầm tôi. Như vậy thì tôi sẽ cả năm không giặt đầm. Vậy hả? Yên tâm đi. Mặc dù Lão Đại của chúng tôi không bao giờ ký tên cho người khác, nhưng mà bạn của chị dâu thì sẽ... Bạn của chị dâu thì chắc chắn không thành vấn đề. Được đó. Anh ấy đang nói gì vậy? Bạn của chị dâu?
Chị dâu lão đại của họ chính là thần quân. Vậy tức là nam thần của chồng tôi là người đàn ông của cô. Người của cô là thần quân, thần quân là nam thần của chồng tôi. Không phải đâu, cô nói như vậy làm tôi loạn quá. Thật ra thì tôi mới gặp anh ấy 2 lần thôi. Hôm nay là lần thứ 3. Lão đại mãnh liệt dữ vậy. 2 lần đã hạ gục rồi. Hai lần Không. Wow, chị dâu à, qua đây cậu ngồi. Cậu đi đâu vậy? Không phải đâu. Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi không phải chị dâu của các cậu. Lợi hại quá. Không phải gì quốc. Cô nghe tôi nói, lát nữa gặp Gun cô đừng hỏi gì hết. Anh ấy hơi nóng tính, tôi sợ anh ấy giận. Còn những vấn đề khác, khi nào về tôi sẽ từ từ giải thích với cô được không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ giả chết đến cùng, sẽ không làm phiền hai người ân ái nhau đâu. Không, chúng tôi không có tình cảm gì với nhau đâu. Được, sao cũng được hết. Không phải mà. Nè, qua đây, tôi nói cái này cho nghe. Mau, dẫn đội, chị cũng qua đây. Mọi người nói coi, tôi đã đưa ai đến. Ai vậy? Chị dâu đó. Nè, người mặc áo xanh kia kìa, nhìn thấy chưa? Mọi người có biết không, lúc nãy á, chị dâu nói tôi chị ấy mới gặp lão đại có 2 lần thôi à. Hôm nay á, là lần thứ 3 đó. Không phải chứ, vậy tối qua là lần thứ 2 hả? Vậy cũng tức là lão đại chỉ dùng 1 lần để hạ gục được chị dâu. Mấy năng người đừng có mà tán nữa, sắp thi rồi. Lão đại cũng được chứ bộ. Thì đó. Ừ, cứ vậy đi. Tôi ăn chút đã, mau tôi đi hỏi anh ấy tìm tôi làm gì đã. Được. Anh tìm tôi sao? Cô ấy là bạn của tôi. Tôi đưa cô ấy đến. Qua đây ngồi. Cô ăn không? Mau đi đi. Cô cứ coi tôi như không khí. Đi đi, lẹ lên. Đằng nào cũng là anh kêu tôi ngồi. Đội viên của tôi rất thích cô, nên họ muốn mời cô xem thi đấu miễn phí. Cậu muốn xem sao? Không phải à, Muốn xem. Vậy thì chờ 10 phút vô cùng với chúng tôi. Lại chơi game sao? Không nói chuyện một chút với mình sao? Mũi cao quá. Muốn làm gì? Tôi đang nghĩ là tôi có nên đi giải thích hiểu lầm với họ không? Hiểu lầm? Bọn họ hiểu lầm tôi là bạn gái của anh. Như vậy hình như không tốt cho anh lắm đâu. Mặc dù cô thích tôi, nhưng không muốn gây phiền toái cho tôi. Đi. Nói rõ trong vòng 1 phút, đừng ảnh hưởng đến cảm xúc thi đấu của họ. 1 phút không đủ nói rõ đâu. Hôm qua tôi giải thích với họ nửa ngày, họ cũng không hiểu. Ít nhất tôi cũng phải nói với họ 5 phút chứ. Vậy thì giờ cuộc thi kết thúc hãy nói. Đi thôi. Đừng căng thẳng, chơi cho tốt dạ. Đó Kay, cậu tự đỡ chưa? Chúng tôi yêu mọi người. Cảm ơn con, nhớ giúp tôi xin chữ ký đó. Tôi không dám, tôi sợ anh ấy giận đuổi cả hai chúng ta ra nữa. Xin người yêu cô cho chữ ký thì làm sao? Anh ấy không phải mà. Không phải. Tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi. Cậu đi tìm trâu hả? Ừ. Cậu chưa thành công. Trời ơi, đi thôi.
bó tay với cô đó. Mau lên đi. Mau lên. Trời ơi. Chúng tôi ngồi hay anh ra phía trước ngồi? Tôi và Động Điên ngồi đây có được không? Hả? Sao tôi có thể ngồi chung lão đại? Không phải anh ấy. Vậy tôi ngồi đây, Động Điên cô ra trước đi. Cảm ơn. Xuất hiện được kìa, xuất hiện được kìa. Nè, đến nơi rồi. Nhìn có khí chất quá à. Cô quen à? À, cũng không hẳn. Hôm qua là chị ấy đưa tôi vô. Có biết đó là ai không? Chị ấy nói với tôi chị ấy là nhân viên công tác của SB. Cô ấy là Apple Dog của SB, người tấn công chính của đội quán quân CTF lần trước. Hiện tại là người dẫn đội của đội SB. Apple Dog. Apple Dog chính là một trong hai người tấn công chính của đội solo cùng đội với anh hả? Còn thuộc bài trước luôn sao? Đó là người mà anh ấy thích sao? Ai vậy? Họ chính là cặp đôi trong mơ của giới CTF. Tôi cũng không quen. Hôm qua gặp ở nhà thi đấu, hình như là fan của Ken K, cho nên tôi mới đưa cô ấy vào trong. Lão Hàng có bạn gái rồi sao? Chắc không phải đâu. Tôi ngồi đây có phải là không ổn không? Hay là tôi đi trước nha? Đi. Tôi ngồi đây chị ấy sẽ hiểu lầm á. Hiểu lầm cái gì? Tôi ngồi đây, lỡ như chị ấy tưởng tôi là bạn gái của anh, rồi chị ấy không vui thì anh sẽ gặp rắc rối. Anh muốn theo đuổi lại chị ấy cũng khó. Tôi không muốn gây thêm rắc rối cho anh. Tôi biết, tôi hiểu mà. Tôi đi tìm chỗ khác ngồi. Nè. Giỡn cái gì đó? Hả? Cô ấy đã hiểu lầm hay không thì liên quan gì tới tôi? Hơn nữa, cô gái à, tin tình báo hơi sai rồi. Không phải nói là thích tôi sao? Sao đến cả chuyện tôi còn độc thân và không hứng thú với phụ nữ cũng không biết vậy? Ngồi lại đi. Phải rồi, không chỉ phụ nữ, tôi cũng không hứng thú với đàn ông. Các bạn thân mến, bây giờ là trận chung kết Doppler của giải đấu CTF. Đầu tiên trước mặt chúng ta là đội KNK. Đội trưởng của họ là DT. Thành viên gồm Crane, Demo, 97 cùng với Juan. Bên còn lại là đội SB, đội lão luyện của chúng ta. Đội trưởng của họ là Hoạt Thê, thành viên Tiểu Mễ, On, Inin và Following. Hôm nay tôi rất mong chờ màn thể hiện của hai lão tướng Tiểu Mễ và On. Dù sao cũng là lần đầu tiên lên sân khấu của họ sau rất nhiều năm. Đúng vậy, không biết cảm giác cùng nhau ra trận giết địch năm xưa có còn nữa không? Đúng không sai, nói đến đây thì nhờ máy quay cho chúng ta thấy ba chủ lực lớn của ngày xưa đi. Đầu tiên xin mời đội trưởng đội solo là Solo. Bên cạnh anh ấy là nữ thần CTF của ngày xưa chúng ta, Upper Dog. Cuối cùng là thần Gun của chúng ta, Hàng Thương Môn. Thần Gun vẫn không thay đổi, luôn khiến người ta hoài niệm. Đúng vậy. Rồi, hiện giờ cuộc thi sắp đến lúc đếm ngược. Chúng ta sắp được nhìn thấy màn đối đầu vô cùng đặc sắc. Đúng vậy. Được rồi, trong tình hình an ninh mạng đang ngày càng phát triển, cuộc thi an ninh mạng trở thành con đường để phát hiện và tuyển chọn nhân tài trong giới an ninh mạng, còn là sự thể hiện rất quan trọng về mặt tư tưởng chiến lược của nước mạnh về Internet.
Cuộc thi an ninh mạng lần này, tuyển thủ dự thi sẽ tiến hành cạnh tranh bằng cách sử dụng và khai thác các vấn đề an ninh mạng tấn công phòng thủ xung quanh mấy chủ. Đúng, chúng ta có thể thấy đội KNK đã chọn lối tấn công người chủ chốt. Đội trưởng DT một mình đi tìm kiếm cơ hội. Chiến thuật rất hay, hoàn toàn phát huy được ưu thế test whiteboard của DT. Không sai, đợt tấn công này của KNK cũng đã có hiệu quả. Dưới tình hình chỉ mất đi một người, tiến thẳng vào máy chủ của SP. Quá đẹp, ông và tiểu mã đã xóa được cửa sau và chặn được lỗ hổng, phút chốc xoay chuyển được tình hình. KNK cũng chỉ còn DT đang phụ trách phòng thủ máy chủ thôi. SP thì có nhiều chỗ để tấn công. Giờ DT chỉ có thể chọn từ bỏ gia cố an toàn, tấn công máy chủ SP thôi. Phải rồi, bên phía tụ mễ chúng ta thấy được anh ấy để lộ nốt của mình, thu hút sự chú ý của DT. Quả nhiên DT đã chuyển hướng công kích, tiểu mễ người đang bị lộ vị trí. Anh ấy vẫn chưa nhận được Raon và Hoàng Thê đã sắp phá được cửa sau của KNK. Tuy chúng ta thấy được SP đã thắng được gián này. Đội KNK đã mau chóng điều chỉnh được trạng thái. Đúng vậy, hiện giờ vì thua gián trước nên họ đã tấn công rất mạnh lên máy chủ của SP. Bên phía DT giờ cũng sắp tìm được vấn đề của đối thủ. Followin quả nhiên không gia cố an toàn tốt. Bên phía DT phút chốc đã được Flash lật ngược thành công. Đi thôi. Đi đâu chứ? Ra nhà vệ sinh đó. Đang thi mà. Đi cùng với tôi đi. Xin lỗi, chúng tôi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Được rồi. Tôi sẽ cố gắng kiếm được ảnh có chữ ký cho cô được chưa? Không phải là vụ ký tên. Đó là cô với nam thần của chồng tôi là thế nào vậy? Chúng ta thân thiết vậy mà cô cũng không nói cho tôi biết nữa. Không phải là không nói. Tôi không có ý giấu giếm gì cô đâu. Tôi chỉ cảm thấy tôi tỏ tình bị người ta từ chối là chuyện vô cùng mất mặt. Tỏ tình? Cô có biết tỏ tình là đại kỵ của phụ nữ theo đuổi nam không? Ai mà lại hứng thú với một cô gái mới gặp hai lần đó tỏ tình chứ? IQ của cô đúng là... Không phải, thật ra tôi không hề định tỏ tình. Nhưng mà hôm đó tôi... Được rồi, đừng nói nữa. Cô coi cô đi, chỉ có nhan sắc được 90 điểm, còn khoảng yêu đương thì chẳng có một chút IQ nào hết. Còn là tình đầu, yêu thầm tỏ tình như cô đó nha, sao xử được nam thần của chồng tôi? Tôi nói cô nghe, điều ngu ngốc nhất khi phụ nữ theo đuổi nam là khi đối phương còn chưa nhìn thấy ưu điểm gì của cô đã chạy qua nói: "Ui, em thích anh." Có mà mới chấp nhận cái kiểu yêu điên khùng này của cô. Cô đó phải lẻn sâu vào, phải xuất hiện liên tục ở cạnh anh ấy, thể hiện vẻ đẹp của cô. Ví dụ như cô te nè, ngầu nè, quyến rũ nè. Trời ơi, tóm lại cô không thể nói bằng miệng rằng cô thích anh ấy. Phải để anh ấy vắt óc suy nghĩ, suy đoán đủ thứ, cảm thấy rõ ràng là cô thích anh ấy, nhưng lại không có câu trả lời. Hiểu không vậy? Hơn nữa, cô phải để anh ấy lên tiếng trước, ảnh ngỏ ý trước, ảnh tỏ tình trước chứ. Còn nữa, cô coi, rõ ràng là anh ấy có cơ hội giải thích nhưng không hề giải thích. Tại sao? Chứng tỏ anh ấy không phản cảm với cô, thậm chí còn có ý tốt với cô nữa. Anh ấy không thích tôi. Cô phải biết là đàn ông đều là miệng chê mà lòng thì thích. Hiểu không? Đi thôi. Đội KNK hôm nay đánh khá bị động. Đúng, hơn nữa chúng ta cũng thấy được bên phía SD cũng vì có được Tiểu Mễ và Ôn mà thực lực của cả đội đã nhận được sự thăng cấp rất lớn. Đúng vậy, hoàn toàn khiến cho KNK không kịp trở tay. Không sai, có thể nói rằng bên phía KNK không ngờ được sau khi hai lão tướng này ra trận có thể trực tiếp dẫn dắt ba thành viên còn lại, thậm chí làm loạn hết mọi bố trí của KNK. Vâng, chúng ta vẫn luôn nói trong cuộc thi CTF có lúc hơi lớn tuổi, phản ứng của họ không thể nhanh bằng người trẻ tuổi. Đúng vậy, nhưng lần này hai vị lão tướng phối hợp không hề sơ hở. Đúng vậy. Tiểu Mễ đã hoàn thành thành công gián cờ. Chúc mừng đội SP đã giành được thắng lợi của trận đấu này. Chúc mừng SP. Yeah. Phải vậy chứ.
Lòng phải vậy chứ. Hay lắm, lắm. Giỏi lắm. Tự mẹ và Âu Cường hôm nay thể hiện rất tốt. Có cân nhắc việc họp lại hay không? Lần này cũng không sao, lần sau nhất định sẽ thắng được. Cố lên. Không phải con muốn giải thích à? Bây giờ luôn sao? Đúng, bây giờ. Không được giải thích. Giải thích thì sẽ hết cơ hội. Cô cứ để anh ấy hiểu lầm cô đi. Đó mới là hạt giống khởi đầu tình yêu. Đừng giải thích. Cô ở đây, tôi đi ra đằng sau xin chữ ký nha. Thật không ngờ hai lão tướng này phát đúng huy vậy, tốt quá còn ha. Rất phối hợp nữa. Thì đó, ai có ngờ đâu. Đúng rồi, không ngờ thiệt mà. Cô diễn tập một lần trước, cô muốn giải thích thế nào? Diễn tập? Để tôi xem cô có giải thích rõ ràng hay không. Hôm nay mọi người thi đấu thua, tôi không muốn làm lỡ thời gian của mọi người. À, được. Tôi với Hàn Thương Ngôn, hai người chúng tôi không biết nói thì đừng nói. Không nói nữa. Dù sao sau này cũng không gặp, hiểu lầm hay không cũng chẳng sao. Nói thẳng là tôi không có ý định yêu đương gì cả. Đám trẻ này giao giấc mộng và tương lai của chúng vào tay tôi, chính là muốn có một ngày có thể khoác quốc kỳ lên người, giành chức quán quân thế giới, chứng minh sự lựa chọn giữa chúng với bà mẹ là không hề sai lầm. Vì vậy tôi không có thời gian và tâm tư để ứng phó với bất kỳ ai ngoài KNK. Đã hiểu chưa? Tôi hiểu mà. Cô đi đi. À, được rồi. À, hẹn gặp lại. Không cần hẹn gặp lại. Sau này có lẽ cũng sẽ không gặp lại đâu. Thu dọn đồ, đi thôi. À, đi thôi. Ngô Bạch đâu? Cầm lấy đồ kìa, lấy đồ đi. Đội trưởng một mình lên xe trước rồi. Đi thôi. Tạm biệt nha, tạm biệt. Con có để quên gì không? Không đúng, lẽ nào tôi tính sai sao? Anh ấy rõ ràng là thích cô mà. Cứ như vậy. Được rồi, mối tình của tôi đã nói lời thất bại tại nhà thi đấu ở Quảng Châu. Về rồi hả? Vất vả rồi. Đây là phí công tác đi Norway sau Tết của các anh nè. Anh ký đi. Tôi hỏi nè, cô gái đó anh định tính sao đây? Ai? Cái cô ở Quảng Châu đó, chính là cô gái mặt tròn, mắt to, mặt váy ngắn. Đồng Niên. Đúng vậy, tôi thấy cô rất đáng yêu. Giải quyết rồi. Giải quyết rồi? Giải quyết thế nào? Giải quyết rồi chính là không còn chuyện gì nữa. Trời ơi, tôi nói anh nè, có phải định cả đời không có bạn gái không? Đây là câu lạc bộ mạng, không phải là hội sở mai mối. Chuyện duy nhất tôi lo bây giờ là giúp đám trẻ này thực hiện giấc mộng của chúng, và giúp chúng giành được quán quân toàn quốc, quán quân châu Á, thậm chí là quán quân thế giới. Những cái này tôi sẽ đi chuẩn bị. Anh nên dành chút thời gian cho bản thân đi. Tôi cảm thấy cô gái này cũng không tệ. Đi đây. Ừ.
Hẹn gặp lại. Không cần hẹn gặp lại. Sau này cũng sẽ không gặp lại đâu. Các cậu nói, vì sao lão đại của chúng ta vừa gặp lão đại của SB liền đen mặt lại? Cậu cũng phát hiện ra hả? Tôi cũng thấy vậy á. Đây được gọi là ái hận tình thù gần 10 năm nữa. Ăn nói đàng hoàng đi, đây là chuyện đau lòng của lão đại mà giỡn hoài. Lệnh 97, cậu đó, nói đi. Lão đại sau khi về nước cùng với Solo và Apple Dog lập thành chiến đội Solo, cái này ai cũng biết hết rồi mà. Solo với Ngải Tình là một cặp. Sau đó bởi vì bạn gái cũ của Solo đột nhiên xuất hiện, Ngải Tình không chịu nổi muốn chia tay. Sau khi chia tay, cô ấy rời khỏi chiến đội. Solo dễ nấy cũng rút khỏi chiến đội luôn. Ba hội viên chủ lực mất đi hai người, chiến đội không phải giải tán sao? Cho nên lão đại chúng ta vẫn luôn oán hận Solo và Ngải Tình đó. Nhưng chuyện đã qua đi nhiều năm rồi, cũng không tới mức là không thể buông xuống. Chiến đội Solo không phải chiến đội bình thường đâu nha. Đây là chiến đội mạnh nhất toàn quốc khi đó, biết không? Lúc đó bọn họ giành được chức quán quân toàn quốc luôn. Đang muốn xâm kích giành quán quân thế giới, Solo vì nguyên nhân cá nhân khiến chiến đội giải tán. Cậu nói lão đại có thể không hận sao? Nè, tôi cảm thấy không phải là hận đâu, nhiều hơn là đau lòng đó. Lão đại là người trọng tình cảm. Người trọng tình cảm một khi bị tổn thương thì rất khó buông đó. Cũng phải, vốn dĩ đạt được chức quán quân thế giới nhưng lại bị anh em tốt cho một vố. Nếu là tôi cũng không chịu nổi. Ê, tôi nói các cậu nghe, chuyện này tuyệt đối đừng để người dẫn đội biết đó, biết chưa? Tại sao vậy? Có liên quan đến người dẫn đội không? Người dẫn đội của chúng ta chính là mẹ ruột của con gái của Solo. Hả? Đó. Cái gì? Má ơi. Không phải. Mấy người các cậu đang bàn luận chuyện bí mật gì? Vụ này không có. Vừa rồi nói họp mà ta. Đi, chúng ta cùng nhau đi rồi. Tôi đi tập đi. Đúng rồi. Lát nữa có lớp học tiếng Anh, nhớ đừng có tới trễ. Cậu phải nói cho mọi người nhớ lên lớp đó. Cậu ngây ra làm gì? Dẫn đội, tại sao chúng tôi phải học môn tiếng Anh? Bởi vì các cậu phải ra nước ngoài chiến đấu. Các cậu đại diện cho quốc gia của chúng ta. Nếu như có thể nói tiếng Anh lưu loát, không phải rất dễ dàng hay sao? Đây là giáo viên lão đại các cậu đặc biệt tìm về, rất là mắc đó. Các cậu phải chăm học vô, đừng có lãng phí tiền. Nhìn tôi làm gì vậy? Không. Đi mau đi. Đi. Dạ. Trong tình huống như thế này thì nói tôi đến từ... Giờ đang lên dạ, lớp. Dạ, các cậu phải nói 40 rằng... phút một tiết, học 2 tiết. Sau khi học xong thì mỗi người có 20 phút để nói chuyện giao tiếp với nhau. Tôi đến từ Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Đây chính là cách nói chính xác. Ok. Họ một tuần học mấy lần? 2 lần. Họ có thi không? 3 tháng thi 1 lần. 3 tháng thi 1 lần. Chắc chắn họ sẽ làm biến. 1 tháng thi 1 lần đi. Kêu thầy giáo đưa thành tích họ cho tôi xem. Các bạn có thể nói I come from trong tình huống này. Xem ra còn đẹp trai hơn chồng của chị. Chính xác. Các bạn hãy luyện tập với nhau đi, được không? Mẹ con đi nha. Ê, đi đâu vậy? À đúng rồi, chiều nay con đi với mẹ mua đồ Tết nha. Không được.
Trịnh Quy đang chờ con ở trường. Hai đứa hẹn hò hả? Trời ơi, mẹ đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Tụi con chỉ là học sinh mới lớp thiếu niên, hôm nay phải đến trường tham quan. Thầy kêu con thuyết trình một buổi tọa đàm thú vị, con là nhân vật chính. Được. Nè, hay là như vậy, chờ sau khi hai đứa xong việc thì con dẫn Trịnh Quy về nhà ăn tối đi, có nghe không? Con phải đi trước đây. Ê, Niên Niên. Không kịp rồi. Con có nghe lời mẹ không đó? Sao nhiều người vậy chứ? Nè các bạn, nhìn chỗ của tôi đây. Phía sau các bạn đang ngủ, đừng có ngủ nữa. Nhìn mắt bạn như không mở ra được. Buổi thuyết trình hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc, đáng để mong đợi. Nè, đưa máy cho tôi. Trong ba lô nè. Được. Sao nhiều người vậy? Trịnh Huy sợ ảm đạm, đặc biệt gọi một nhóm sinh viên năm nhất năm hai tới đây đó. Mình không sợ ảm đạm, mình sợ nhiều người hồi hộp. Đừng hồi hộp, cố lên. Được. Được rồi. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn khách mời thuyết trình chính hôm nay. Tuy là cô ấy rất trẻ, nhưng cổ xuất thân từ lớp thiếu niên đó. Đồng thời, cô ấy từng là thành viên đội Á quân cuộc thi lập trình máy tính cấp thế giới. Cuộc thi này rất nổi tiếng, có hơn 200 nước tham gia, có thể giành Á quân không hề đơn giản. Chủ đề thuyết trình hôm nay của cô ấy là trí năng nhân tạo. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón khách mời chính của chúng ta, Đồng Niên. Chào mọi người, tôi tên Đồng Niên. Chủ đề trí năng nhân tạo này thật ra rất rộng. Các bạn ngồi đây có người chưa lên đại học, cũng không phải là dân chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đầu tiên mình cùng chơi trò chơi nhỏ rồi mới thuyết trình nha. Từ đơn giản đến phức tạp, để các bạn hiểu rõ một chút. Đây là một trò chơi loại trừ đơn giản thôi. Trò chơi này như thế nào? Nó có thể không ăn không uống, vừa học vừa luyện tập 3 ngày. Có thể từ một người chưa biết gì biến thành một cao thủ phân tích đó. Nó có thể tự học không? Đương nhiên rồi, thật ra nó không kém con người mình là bao. Cô nhìn coi, nó thật sự có thể động đậy. Phải đó, thật ra thì máy móc rất thông minh, nó cũng có sinh mạng như chúng ta. Hơn nữa, nó có năng lực học tập rất mạnh. Được rồi, vậy trò chơi nhỏ này là chúng ta sẽ để nó tiếp tục chơi. Artificial Intelligence, được gọi tắt là AI, chính là trí năng nhân tạo. Thật ra từ trí năng nhân tạo đã có từ 60 năm về trước, cho đến hôm nay mới bắt đầu bùng nổ toàn diện. Nhưng các bạn có thể tưởng tượng không, 10 năm trước, trí năng nhân tạo là gì thì không một ai biết hết. Xong rồi, những gì tôi muốn nói hôm nay chính là đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Đây là đàn anh của tôi. Anh ấy tên Trịnh Quy, anh ấy chủ yếu phụ trách mảng y tế. Bây giờ anh ấy đang hợp tác với khoa X-quang của hơn 30 bệnh viện hạng 3 trong nước. Trong tháng 12 của năm 2017, anh ấy sẽ được mời đến Hiệp hội X-quang tại châu Âu. Mọi người hãy vỗ tay khích lệ nào. À, mọi người cố gắng học hành, sau này đi theo tôi nha. Nè, còn Trinh Thám, Trinh Thám là ai vậy? Cái này thì tôi phải giới thiệu thật kỹ. Trinh Thám là Tôn Á Á và cả tôi nữa. Các cô xinh đẹp như vậy, sau này đi theo các cô cho rồi. Thật ra thì tôi và Tôn Á Á chủ yếu phụ trách chân dung, tức là hệ thống nhận dạng mặt người. Phim điện ảnh của Âu Mỹ ngày trước mọi người đều coi phải không? Chẳng phải họ đều có đầu mối giao thông sao? Vậy có thể tìm được kẻ tình nghi mà mình muốn tìm. Đàn chị, vậy chẳng phải có từ lâu lắm rồi sao? Mission Impossible. Đúng vậy, bộ phim Mission Impossible mà cô vừa nói. Nhưng kỹ thuật thời đó là do họ tưởng tượng ra, nó không tồn tại thật. Mà nay kỹ thuật này thật sự đã tồn tại. Và hơn nữa, nó đang phát triển rất là tốt tại đất nước của chúng ta. Lợi hại đến đâu vậy? Đây là tiêu chuẩn của Mỹ và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật. Hai cái này vào năm 2017 đã tổ chức một cuộc thi nhận diện về khuôn mặt. Trong cuộc thi này, đất nước của chúng ta đã giành được hạng nhất toàn cầu. Tôi còn muốn nói thêm vài lời hoàn toàn không hề liên quan tới AI của chúng ta. Mấy năm nay, cảm nhận lớn nhất của tôi là lúc trước
tôi thường hay xuất ngoại tham gia cuộc thi. Có lần tôi đến Anh Quốc, khi đó tôi cảm thấy tôi rất hâm mộ họ. Tại sao vậy? Họ dùng một tấm thẻ tín dụng là đã có thể làm rất nhiều chuyện. Khi đó tôi đã nghĩ, tới bao giờ chúng ta mới có thể làm được? Nhưng mà không ngờ rằng chỉ dọn dẹn vài năm, ở đất nước chúng ta, chỉ cần có điện thoại thì chúng ta có thể làm tất cả những chuyện mình muốn làm. Chúng ta có thể cầm nó đi theo ăn cơm, uống cà phê, thậm chí là đến bệnh viện chỉ cần quét mã QR trong điện thoại thì có thể xử lý được hết. Nơi phổ biến cách sống này sớm nhất chính là đất nước chúng ta. Tôi cảm thấy rất tự hào, các bạn có tự hào không? Tự hào! Tương lai, dựa vào các bạn đang ngồi tại đây. Tương lai nhờ hết vào các bạn, cố lên! Cố lên! Cố lên! Đồng Niên! Niên Niên! Mà lên! Niên Niên! Cậu chạy chậm thôi. Bà lên, bà lên. Bà lên, đồ đồ cậu phải lấy xe nữa. Bao lên. Từ từ. Nóng dội gì chứ. Hả? Sao em chạy nhanh quá vậy? Em đang bận gì hả? Xém chút anh đuổi không kịp rồi. Em đang vội đi lấy xe. Sao vậy? Anh có một hạng mục mới muốn giao lưu với em. Ngay bây giờ sao? Không phải. Để sau Tết đi, hay là khi nào em rảnh ha. Đến lúc đó bạn ở trường đi ha. Hay là anh gọi cho em cũng được. Được, vậy coi bao giờ em có thời gian. Hay là chúng ta dùng cách gì đó. Hai người có hay liên lạc trên WeChat không? Đúng, là WeChat. Tới lúc đó anh liên lạc với em qua WeChat. Anh có mail của em mà, anh có thể gửi mail cho em. Được. Đồng Niên à. Có chuyện gì, lại dặn dò gì nữa sao? Không có gì. Vậy em đi lấy xe nha. Nè, chờ tôi một chút, lát nữa chúng ta đi uống trà sữa. Đồng Niên. Lại sao nữa? Anh muốn nói với em, nói là anh muốn nói gì? Anh muốn nói với em là chúc mừng năm mới. Em cũng chúc mừng năm mới anh. Tết anh không về nhà sao? Tết anh không về. Đúng lúc năm sau có hạng mục thì anh có thể dùng được. Nhưng mà Tết em trùng hợp vậy. Tết anh không về nhà. Hả? Á cũng không về. Hai người có thể cùng ăn Tết đó. Em đi đây. Sao anh lại không chịu nói thẳng ra đi chứ? Nói thẳng gì chứ? Trong đầu óc của Đồng Niên chỉ có học tập thôi à. Anh không nói thẳng sao cô ấy hiểu được? Từ từ bồi đắp. Ý nè. Có thể hỏi cậu một câu được không? Dạo này mình cứ thấy như có một tảng đá đè trên người mình, vô cùng khó chịu. Cậu nói xem, đây có phải là cảm giác thất tình không? Cậu sao vậy? Để mình lấy giấy cho cậu. Cậu không sao chứ? Hả? Cậu thích ai chứ? Không phải trước kỳ nghỉ đông cậu vẫn còn độc thân sao? Nghỉ đông mới qua một nửa đã thất tình rồi. Mới có mấy ngày, tốc độ bị đá nhanh như tia chớp vậy. Mình không bị đá mà. Vẫn chưa thể xem như là hẹn hò. Cái này chắc chỉ xem như tình yêu đơn phương mà thôi. Vậy anh ta cũng không có mắt nhìn chút nào. Không phải, anh ấy nói hiện tại muốn hoàn thành lý tưởng của mình trước, tạm thời không muốn có bạn gái. Lý do này mà cậu cũng tin nữa hả? Phim truyền hình cũng không còn mấy chiêu trò cũ rích này rồi. Mình tin chứ cậu. Vì anh ấy rất chân thành, anh ấy không phải người như vậy. Xong rồi. Chắc chắn cậu đã gặp phải một lão cáo già lão luyện rồi. Anh ta còn nói với cậu gì nữa? Mau nói mình nghe để mình phân tích cho. Đau lòng lắm hả? Không muốn nói sao? Ôi trời ơi, được rồi. Hãy mau về nhà. Tết đến đốt pháo, thổi bay tâm trạng xấu đi. Trong thành phố không cho đốt pháo từ lâu rồi. Thank you.
là đây rồi. Xin lỗi, tôi muốn hỏi xíu, nơi này có phải là câu lạc bộ cây ảnh cây không? Cô là người hâm mộ đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Có phải là tôi không được đứng ở đây nhìn vào trong không? Được chứ. Giờ họ đều nghỉ phép hết rồi sao? Gần hết, trễ nhất là ngày mai, nhiều người về lắm rồi. Vậy tôi có thể tạm thời để xe đạp ở đây có được không? Không sao đâu, để tôi coi giúp cho. Cô đi đi. Cảm ơn anh. Đi đi. Xin lỗi. Hai vào trong coi thử đi. Không cần. Được nhìn thần tượng cũng tốt mà. Bên trong tôi quen, tôi đưa cô vào. Thật sự không cần mà. Thường ngày họ đều tiếp đón người hâm mộ rất tốt. Không sao, để tôi đưa cô vô. Xin lỗi nha. Không vô thật hả? Lần này nội về cũng không cần phải đến nửa năm đâu ha. Bạn bè ở Na Uy của nội sẽ nhớ nội lắm. Hơn nữa, nội về đây con và Ngô Bạch đều ở KNK. Ai chăm sóc cho nội đi? Viết gì ạ? Gió xuân đắc ý. Gió xuân đắc ý? Làm gì có gió xuân đắc ý? Không phải, sắp rồi lọc sao? Lọc gì vậy? Lọc đại thuận. Lọc cái đầu cậu. Lẹ, tôi muốn coi. Không phải đi mà câu vô cùng sáng tạo, vô cùng ngầu sao? Thì đó. Lại lên. Các cậu làm gì vậy? Không làm gì đâu. Là tôi đồng ý cho mọi người ở đây viết câu đối đó. Dù gì cũng sắp nghỉ rồi, anh đừng có hù mọi người nữa. Không phải muốn phát lì xì sao? Hả? Tôi nói là phát lì xì. Cũng không biết các cậu căng thẳng cái gì. Trời đất ơi. Lão đại từ khi nào trở nên rộng rãi vậy? Lão đại dặn tới, lão đại quý vũ. Năm mới vui vẻ. Cảm ơn lão đại. Xếp hạng có thể lên top 20 không? Dạ, được. Tuy câu lạc bộ này không cho phép công khai yêu đương, nhưng nên yêu đương cũng phải yêu đương. Nếu không mẹ cậu lại đến tìm tôi. Lão đại anh giới thiệu cho em đi, em thích bị ép hôn dữ lắm. Lo cho cậu ăn ở còn phải lo chuyện yêu đương của cậu sao? Cảm ơn lão đại. Lão đại. Năm mới vui vẻ. Miệng cay độc hơn một chút đi. Không vấn đề gì, em làm được mà. Năm mới vui vẻ. Wow. Mang niềm vui cho mọi người. Dạ lão đại. Dạ. Tốt vậy à? Không chuẩn bị cho em. Anh giỡn hay lắm. Thật ra em đã đoán ra rồi. Em đi lấy xe, lát nữa đến đón anh. Nếu đã giết thì giết tử tế cho tôi. Giết chữ xấu như vậy dán lên các cậu không sợ mất mặt à? Dạ, biết rồi. Cảm ơn lão đại nhé. Cảm ơn lão đại. Cao quá rồi, xuống chút đi. Cao phải. Rồi. Ở đây nè, dán chính giữa. Ở đây hả? Phải. Cũng được. Trời đất ơi, sao dán cái đó ở trước cửa lão đại vậy? Cậu nói cái này hả? Chúng ta không phải muốn chúc phúc cho lão đại sao? Đúng vậy. Không phải lão đại đang quen chị dâu sao? Vào dịp năm mới, hai người tranh thủ cho kịp, tổ chức hôn lễ. Năm sau lại sinh thêm một nhóc mập mạp. Đó gọi là gì? Đông con đông cháu, nhiều phước lộc đó. Đúng vậy. Cô đã chúng tôi dán đi đúng không? Đúng vậy. Chụp xong rồi xé đi, có gì đâu.
Không phải các cậu nôn nóng về nhà ăn Tết sao? Nôn nóng có mà. Lát nữa mà bị kẹt trên đường không kịp xe lửa, cậu đừng mong tôi lo cho cậu nha. Vậy lão đại bây giờ tụi em có thể đi rồi hả? Cút đi. Dạ được. Đi nha lão đại. Mới vui vẻ nha lão đại. Em về. Về quê cho lớn. Các cậu cũng nhanh chóng đi đi, đừng có lề mề nữa. Hả? Mau về nhà ăn Tết đi. Mùng 6 Tết quay lại đây cho tôi, nghe rõ chưa? Biết rồi lão đại. Dì Triệu, đừng làm nữa, mau thu xếp về nhà đón Tết đi. Đã giờ này rồi là một cái là xong ngay. Dì Triệu à, lì xì năm mới. Trời ơi, cảm ơn Tiểu Hàng, tâm ý tôi nhận. Tôi và con trai Chu Nhất, hai người một bao lì xì là đủ rồi. Hơn nữa, tôi cho cậu mới đúng, cậu là giai con cháu, lại gọi tôi là dì. Dì Triệu à, dì nghe con nói. Tuy hai người là người một nhà, nhưng mỗi người một công việc. Hai bao lì xì là nên mà. Hả? Nhận đi. Nhận đi. Không cần, không cần. Nhận đi mà. Không cần đâu. Được cả sáu chứ con cần. Này nè nè. Nhận đi. Hả? Được cả sáu. Cái cậu này khách sáo quá trời. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều nha. Để con làm. Phần còn lại để con thu dọn. Cậu phải để tôi lao xong. Con người của tôi có tính cầu toàn, chưa làm việc xong thì không thoải mái đâu. Đám nhóc khi anh khi này, dì chăm sóc rất là tốt. Đó là do cậu tốt thôi. Con đi nha dì Triệu. Con đi nha cô Triệu. Lão đại. Lão đại, lão đại. Năm mới vui năm vẻ. Năm mới vui vẻ nha. Đại cát đại lợi nha. Cơ thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Biết rồi, mau đi đi. Năm sau gặp nha lão đại. Nhanh lên đi, không kịp xe bây giờ. Hố cái gì mà hố hoài vậy? Lão đại, năm mới vui vẻ. Ăn Tết sau gặp ha. Ồn chết đi được. Nè lão đại, Tết có giận đào qua cố gắng nắm bắt nha. Khi nào tụi em về sẽ giám định giùm cho anh. Giám định gì mà giám định chứ? Đã là thanh niên lớn tuổi rồi còn giám định. Nếu hai cậu không đi liền, kỳ nghỉ sẽ bị quỷ đó. Dạ được, tụi em đi ngay, đi ngay. Đi về. Đợi đã. Lão đại, tụi em sai rồi. Em thay quả xin lỗi anh. Anh tha cho bọn em một lần đi. Cả năm em chưa về nhà rồi. Lần này đón Tết có ai không về nhà không? Thì demo. Là sao vậy? Nói là bố mẹ ly hôn rồi, sau đó không cho chỗ ở. Cậu ấy nói đợi sau khi quốc tế lao động mới về coi thử coi sao. Có đúng không? Cũng gần vậy. Lão đại có gì nói sau nha, em đợi xe đó. Đừng có kéo mà. Nhanh lên, nhanh lên. Lão đại, Phúc Như Đông Hải nha, qua Tết gặp lại. Đừng có kéo tôi. Đi nhanh lên, trễ bây giờ. Cậu làm gì vậy? Lão đại. Quên quy tắc rồi à? Dạ không, không quên. Nói một lần tôi nghe coi. Tất cả máy tính trong phòng huấn luyện đều không thể dùng để xem phim. Trí nhớ không tệ đó. Không phải đã nghỉ Tết rồi hay sao? Em còn tưởng anh đã về rồi chứ. Tôi đi rồi thì có thể ở phòng huấn luyện cài phim có phải không? Em sai rồi, bây giờ em sẽ tự mình tập luyện vậy. Đứng lên cho tôi. Lão đại, đã tới Tết rồi, chúng ta đừng huấn luyện thể lực được không? Sắp xếp đồ đạc. Hả? Sắp xếp cái gì? Sắp xếp những thứ như là đồ ăn, quần áo, đừng trông mong tôi chuẩn bị cho cậu. Theo tôi về ăn Tết, đừng một mình ở đây lãng phí điện nước. Theo anh về nhà hả? Ăn Tết. Còn không mau dọn đồ đạc đi. Đội trưởng. Demo. Dạ. Bỏ hành lý vô cốp xe đi. Dạ. Tính đưa cậu ấy về nhà. Một mình cậu ấy ở đây vừa tốn điện vừa tốn nước, thà về nhà ăn Tết với chúng ta còn hơn. Hơn nữa, ông cũng về rồi. Em thì ít nói, anh lại hay bị la. Thà tìm một đứa ngoan hiền về dỗ ngọt, chúng ta đều đỡ mệt.
Lão đại, em cứ tưởng anh không có nhà ở Thượng Hải chứ, chỉ có câu lạc bộ. Có nhà dùng để gạt thôi. Để gạt? Mua nhà là nói với người nhà anh sẽ kết hôn, bằng không làm sao gia đình chịu cho anh về Thượng Hải mở chi nhánh KNK. Wow, hóa ra là như vậy. Lão đại à, anh cừ thật đó. Lão đại, cảm ơn anh đưa em về nhà anh. Cậu tưởng cho cậu ăn không ở không chắc. Được ăn Tết ở đây cũng đã quá. Còn cả cái này nữa, hồi nhỏ thích chơi lắm nè. Phòng ở lầu 3 là của tôi, lầu 1 có 2 phòng. Phòng đó là của Ngô Bạch. Phòng trống bên đây là của cậu. Phòng khách ở lầu 1 là ông nội tôi đang ở. Dạ. Biết nấu cơm không? Dạ biết một chút, từ nhỏ đã phụ mẹ em nấu rồi. Vậy thời gian nghỉ Tết cậu cũng đừng rảnh quá, nấu ăn cộng dọn dẹp nhà cửa. Không thành vấn đề. Có nha. Biết nịnh người cao tuổi không? Nịnh thế nào ạ? Nói nhiều hơn Ngô Bạch, giỏi làm người khác vui hơn tôi là được. Vậy thì quá đơn giản rồi. Được, vậy cậu dọn qua đi, tôi lên nhà trước. Lão đại à, trong tủ lạnh có thức ăn không vậy? Thức ăn cho 2 ngày đủ không? Đủ rồi, vậy anh và đội trưởng nghỉ ngơi trước đi. 6 giờ, ăn cơm đúng giờ nha. Đi thôi. Anh Toàn như vậy, lời dễ nghe không bao giờ thốt ra nổi. Vậy là ý gì? Rõ ràng là anh biết nấu cơm, tại sao còn bắt demo làm? Anh không thể cho cậu ta ăn không ở không nhà chúng ta được. Vậy sao anh không thu tiền thuê của cậu ta luôn? Thật ra là anh đang muốn rèn cậu ấy năng lực tự lực cánh sinh phải không? Em nói nhiều như vậy từ bao giờ vậy? Lão đại, đội trưởng, mau qua đây, qua đây, qua đây. Tớ tân, thế nào, không tồi chứ? Cậu được đó. mau ngồi đi, ăn cho nóng. Mỗi người một cái đùi gà nha. Đội trưởng à, anh cũng thử đi. Lão đại à, đội trưởng, em đã làm gì sai hả? Không sao, ăn đi. Có phải là em đã làm món gì lão đại siêu ghét hay không? Không ăn cơm cũng không được. Hay để em gấp cho ảnh ít thức ăn, mang lên cho ảnh nha. Nếu không sợ bị la thì cậu đi đi. Có khi nào là lão đại không thích ăn mấy món này hay không vậy? Hay em làm vài món khác cho anh ấy? Anh ăn trước đi, em làm nhanh lắm. Vô cùng hấp dẫn. Từ từ à, cô có phát hiện ra không? Bầu trời xanh trên đầu chúng ta càng lúc càng trong, nước sông xung quanh càng lúc càng nhiều, cây cối trên núi càng ngày càng xanh. Đến cả không khí chúng ta ngửi thấy cũng càng lúc càng trong lành nữa. Điều đó chứng tỏ là tiến trình xây dựng đất nước xinh đẹp. Mười năm trước, Bắc Kinh.
Hàng Thứ Ngôn, đây. Dương Hảo. Bắc Kinh hoan nghênh cậu. Vất vả cho cậu rồi, ngồi xuống cả đêm ha, trời sắp sáng luôn. Chờ lâu lắm rồi hả? Vì cậu chờ bao lâu cũng đáng mà. Tôi giới thiệu một chút. Chào cậu Ngải Tình, người tấn công chính trong tương lai. Tấn công chính? Tấn công chính à? Nè, lần đầu tiên gặp mặt biểu cảm gì vậy? Chẳng trách Solo dặn tôi trước tính cậu khó chịu, mặt cũng đáng ghét. Ê, tôi đâu mô tả cậu ấy như vậy. Anh nói mà. Cậu ấy mặt đáng ghét thôi, nhưng cậu ấy lành tính lắm đó. Dương Hạo, cậu không tìm được ai nữa nên tìm đại một đứa nhóc cho tôi để đủ người, có phải không? Vậy lát nữa cậu có thể thử kỹ năng của cô ấy. Thử cái gì, tôi còn không thèm đánh cùng nữa. Tôi cho cậu biết, lát nữa thua thì cậu đừng có khóc nha. Một đứa nhóc mắt mũi chưa sạch danh giáo cái gì. Lần đầu tiên gặp mặt cậu ta. Ôi, được rồi, chúng ta đi ăn sáng đi. Lát nữa về là trời sáng luôn đó, đi nhanh lên. Thế nào, Bắc Kinh lớn không hả? Đây là khoảng trời thuộc về chúng ta. Lẹ lên. Đến rồi. Dừng lại, đây. Cảm ơn ông. Rồi, cảm ơn ông. Xuống xe đi, từ từ. Rồi, xuống đi. Hàng Thứ Ngôn, từ thôi nghe. Số 2 ngõ Tiền La Cổ Lâu Quyển. Đừng thấy nhà này nhỏ, bên trong tôi đã quét dọn sạch lắm luôn đó. Này, nhảy lên, đi. Để tôi. Hai người tranh giành nữa. Tôi quét dọn sạch lắm rồi. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Nè, coi đi, Tiểu Mễ, Âu Cường, Tiểu Mễ, có người mới đến. Chờ chút, đang bắt gà. Bắt được chưa? Bắt được rồi. Con bự thiệt nha, bự thiệt đó. Tôi xin long trọng giới thiệu với hai người. Đây chính là chiến hữu mới của chúng ta. Người tôi thường nhắc với mọi người, Hàng Thư Ngôn. Tự giới thiệu đi. Thần Gan, nghe danh đã lâu. Phát âm sai rồi, thần Gun. Gun, thần Gun. Tôi tên là Âu Cường, cậu có thể gọi tôi là On. Đến từ vùng quê Tứ Xuyên, nhất thôn Thảo. Hy vọng của cả thôn sao? Nước, đưa túi cho tôi. Tôi tên Mễ Thiệu Phi, nhà bán tạp quá nhỏ, gọi tôi Tiểu Mễ được rồi. Nghe danh đã lâu. Biết nấu thịt chiên xù không? Cái này thì không biết đâu. Ê, cậu ấy không biết nhưng tôi biết. Cậu muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho cậu. Nhưng hôm nay sẽ đón tiếp cậu, tôi kêu mọi người bắt con gà. Lát nữa sẽ làm món gà luộc chặt miếng, ai thắng thì sẽ được ăn đùi gà. Yeah. Cậu cũng đảm đang ghê ha. Đương nhiên rồi, làm đội trưởng thì cái gì cũng phải biết chứ, đúng không? Ngã Tình, lấy giúp tôi cái tập về. Được, cầm lấy. Làm trận cọ xác đi. Đi nấu ăn trước. Đừng có kiếm cớ. Kiếm cớ? Cậu ấy nói từ kiếm cớ nè. Nói nghe, hai người đừng chỉ cọ xác không thôi, làm gián cược đi. Cược đi, cậu chọn. Tôi chọn thì ức hiếp cậu quá rồi. Thằng Gun à, đừng có nói chắc cú quá, có chừng lật xe đó, nghe chưa? Nếu tôi thua, tôi sẽ bao hết toàn bộ việc nhà. Bao lâu? Vĩnh viễn. Các cậu nghe rồi đó. Vì phúc lợi cho các cậu, hôm nay tôi phải tiêu diệt thần Gun. Tiêu diệt đi. Tới đi. Đi. Ngải Tình, rồi, tiêu diệt cậu ấy đi. 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 Ăn gà thôi. Chào mừng đến với phòng tập của chúng ta. Nào, ở đây có một con rùa nhỏ nè. Và còn một con mèo quang nữa. Ở bên kia kìa, có thể đi sờ đó. Bên kia kìa. Đó. Chà, chúng ta về chơi chút nào. Ủa, móng vuốt cũng bén ghê ta ơi. Quang. Nè, tôi xong rồi đây, tính sao? 10 nốt, mất 6 thì thua. Ok. Nào, cố lên nha, đưa con mèo cho tôi cầm cho, nhanh lên. Tới đi. Cố lên, nó còn giữ cho cậu nè. Cố lên. Đừng gấp,
giữ vững, giữ vững. Yeah! Chúc mừng nữ tuyển thủ tấn công số 1 của chúng ta. Coi như cậu may mắn. Ôi không, thừa nhận kỹ thuật của tôi tốt. Khó vậy sao? Tôi nói cậu nghe nha, cái miệng nó không phục vậy thôi, trong lòng phục lắm rồi. Được rồi, chúng tôi sẽ lượng thứ cho cậu. Vì đi từ xa tới, trạng thái không được ổn lắm. Những ngày sắp tới vất vả cho cậu rồi. Nam thần làm việc nhà nhờ cậu đó. Em tự xem qua đi nha. Ai thắng vậy? Đương nhiên là em rồi. Ê, thần Gun, nhận thua cũng không quan trọng, nhận phạt mới quan trọng nhất. Hả? Được rồi, đừng có được nước lấn tới nữa. Đi thôi, đi đường thôi. Đường gà tối nay là của tôi. Chuẩn bị ăn thôi. Làm phiền rồi. Yeah. Đi ăn thôi. Món cuối cùng, gà luộc chặt miếng. Yeah. Đây, đuôi gà thì cho nữ thần giải mã của chúng ta hôm nay. Ngải tình. Cảm ơn đội trưởng Solo. Còn cái đuôi gà thứ hai để chào mừng thành viên mới của chúng ta, Hàng Thương Ngôn gia nhập, thưởng cho cậu. Chào mừng. Sau này chỉ cần chúng ta có thành tích tốt thì không chỉ có đùi gà, muốn ăn gì cũng có hết. Nè, vì thành tích tốt hơn của chúng ta, cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Nè, đưa chén đây. Ăn thôi. Sau này các cậu mà có thành tích tốt thì có đùi gà ăn liền. Cho các cậu ăn phát chán luôn. Sáu tháng sau. Vậy rồi sao? Dậy đi, dậy đi. Mặt trời chiếu đến tận đầu rồi kìa. Dậy nào. Dậy đi nè. Mặt trời nằm trên đỉnh đầu rồi. Solo. Đau lưng à? Đau chứ. Tối nay để tôi ngủ sofa cho. Đội trưởng, anh đừng có lần nào tự làm khổ mình vậy được không? Lão Hàng, cậu người cao, sofa lại nhỏ, cậu tin tôi đi. Cậu mà ngủ sofa, lưng còn đau hơn tôi đó. Có chật lắm không? Chật thì cũng không hẳn, chỉ là mỗi ngày các cậu có chịu nổi tiếng ngáy của Âu Cường không? Thôi ráng chịu đi. Đợi nhà tài trợ cho chúng ta một khoản tiền nữa, tôi đảm bảo đổi giường lớn cho mọi người. Còn cả Tiểu Mễ, cậu đừng có đẩy Lão Hàng nữa nha. Tôi đâu có đẩy đâu, sao lại đẩy được chứ. Cậu tỉnh ngủ đi, nhanh lên. Đạp nè. Động đất hả? Cậu còn ngáy như vậy á, làm gì có cô gái nào chưa ngủ với cậu. Ê, Lão Hàng, nhiều chuyện một chút, cậu có bạn gái chưa vậy? Chưa thành công thì yêu đương nam nữ gì chứ. Hàng Thương Ngôn, tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nha. Không có hứng. Mặc kệ cậu có hứng hay không, tôi không muốn mỗi ngày tụi tôi hẹn hò đều phải dẫn theo cậu, cậu biết không? Đặc biệt là hôm nay. Hai người hẹn hò của hai người, tôi chẳng có gì làm, tôi đi coi nhà. Nhà hả? Đi xem nhà là sao? Coi nhà, mua nhà, thành lập câu lạc bộ. Câu lạc bộ? Sau này chúng ta phải thành lập một câu lạc bộ thật siêu lớn. Chúng ta phải có mấy chục người, thậm chí hơn trăm người ở cùng với nhau, ăn cơm, tập luyện. Chúng ta không chỉ đánh CTF,
chúng ta phải khiến cho nhân dân cả nước đều hiểu về cái ngành này, tiếp nhận nó, ủng hộ nó. Sao đây? Hai người đúng là giỏi nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng mà chúc hai người sớm ngày biến ước mơ thành hiện thực. Nè, rửa mặt, đánh răng, ăn cơm thôi. Đi thôi, đi thôi. Tiểu Mễ, cậu đi lộn dép của tôi rồi. Chân cậu thú muốn chết luôn à. Ở đây nè Tiểu Mễ. Ê, con mèo đâu rồi? Đội trưởng, GTF thật sự lớn lao như nói sao? Trên trời đi, nhất định là được. Ê, vậy mấy người nói sau này có thể tôi sẽ trở thành tuyển thủ đầu tiên của Trung Quốc không? Không thành vấn đề. Thật sao? Nè, mấy cái người này. Cậu ý tứ một chút có được không? Cái móng nhỏ. Nè, từ. À, cậu làm do nước rồi, từ người khác rửa kỹ rồi đây hả? Tiểu Mễ. Dương. Dương thiệt á. Lát nữa ra đường mua ít sữa đậu với bánh quẩy về đây ha, được không? Tôi muốn ăn bánh cuộn bự. Ăn gì hả? Bánh cuộn mua bự. Mua cho cậu ta hai cái bánh cuộn bự luôn, không vấn đề. Dương Hậu, ông đánh nhanh như vậy hả? Có đánh răng tử tế không đó? Anh đánh sạch lắm mà. Nè, cậu mang tiền đi chưa? Mang tiền đi chưa kìa. Quẹt mặt thay quẹt thẻ là được rồi. Tôi đẹp trai mà. Cậu cầm tiền đi nha. Không thôi cậu ấy lấy mặt cả thẻ đó. Tiền đâu rồi? Tiền ở đâu ta? Có phải cậu ta ngày nào cũng tới hàng đó ăn chịu không? Đúng vậy. Thì đó. Đúng. Đội Solo lại thua rồi, thật sự tiếc quá. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy. Dường như chiến thuật của họ có vấn đề. Hàng Thương Ngôn lần này tấn công mạnh như vậy là quá hấp tấp. Bốn đồng đội của cô ấy hoàn toàn không thể phối hợp nhịp nhàng với cô ấy. Đúng vậy, cho nên mới xuất hiện lỗ hổng, bị đối thủ dễ dàng phát hiện, đặc biệt là chỗ máy lần số 2. Lần đó phân tích của Hàng Thương Ngôn có lỗ sai rất lớn. Tấn công mạnh nhất của đối thủ dòng qua Hàng Thương Ngôn chiếm được 3 chút liền. Anh nói như vậy làm sao đánh được chứ? Làm ơn phát biểu cảm ý về câu phát đi. Biểu mấy câu đi mà. Cảm ơn mọi làm người. Ơn nói trả lời thôi. Là như vậy, sau khi đánh bại thần Gun, các bạn cảm giác như thế nào? Nè, đi về đi. Ê, đi về đi. Đội solo các cậu đánh cái kiểu gì vậy? Tôi phải đi máy bay từ Quảng Châu đến đây xem các cậu thi đấu đó. Các cậu khiến tôi quá thất vọng mà. Đi. Đội solo, tôi thấy là đội chết đói thì có. Trình độ như vậy còn dám đi thi. Đi về làm ruộng đi. Anh ngon thì lên đi. Tôi mà đánh được thì còn tới lượt các cậu hả? Làm phiền đừng nói chuyện với chiến hữu của tôi như vậy. Thi đấu thua trách nhiệm là ở tôi. Nếu các anh ăn không no ngủ không yên cũng chẳng có tinh thần thi đấu đâu. Đặc biệt là Hàng Thương Ngôn đó, lại còn mang tiếng là thần Gun. Tôi thấy là thần chết đúng hơn đó. Thua cuộc rồi thì đi mau đi. Giỡm tôi muốn giờ. Trả giá. Đúng vậy, tôi cũng muốn trả giá. Đi đi, trả giá đi, mà trả đi. Còn đánh CTF đi thôi, quá gì mày. Nữa. Đi đi, trả giá đi. Đi trả giá đi. Không nói nữa. Đi thôi tiểu mày. Trả giá đi, trả giá đi. Đừng nói mửa mà. Anh cứ đi trả giá đi. Tôi nói rồi, năm nay không có tiền cho cậu đâu. Lâm Tổng, ông coi chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Hơn nữa đội solo năm nay nhất định sẽ lấy được giải quán quân toàn quốc. Phí đầu tư của ông bữa giờ vẫn chưa lấy về được. Ông xem có phải là... Lâm Tổng à, trái cây của khách xong rồi đây. Thư ký Lưu, đưa hết người đi đi. Ngoài ra, ký túc xá của họ tôi phải thu về hết. Lâm Tổng à, an toàn mạng là ngành mới. Hơn nữa đội solo là đội mạnh nhất cả nước. Điều này đối với ông mà nói cũng là một cơ hội. Ông cân nhắc thêm một chút đi. Đi 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 đi, Lâm Tổng bận lắm, không rảnh nói chuyện với đám chơi kia mấy người đâu, đi đi. Lâm Tổng à, chúng ta đã ký hợp đồng rồi đó. Nếu thật sự không được, chúng tôi sẽ kiện ông. Tìm luật sư đi kiện hả? Cậu có tiền mà tìm luật sư không? Ông làm cái gì vậy? Lão Hàng, hả? Lão Hàng à? Lão Hàng, Lão Hàng, đừng kích động mà. Lão Hàng,
rồi ông sẽ hối hận. Tôi không thể nhìn cậu đi cầu xin người ta, không phải chỉ là tiền thôi sao? Chuyện này không dễ như cậu nghĩ đâu. Đội chúng ta bao nhiêu người như vậy, bao nhiêu miệng ăn đều cần phải có cơm. Cậu nghĩ coi, chúng ta có tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ga, tiền đăng ký và cả tiền đi đường nữa kìa. Đó là một mức tiêu dùng rất lớn. Nếu tôi không đi cầu xin thì ai cho đây? Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Nghĩ cách gì đó? Đừng có khoe tôi nha. Trước khi bố tôi chết có để lại cho tôi một số tiền. Thật ra tôi có thể tùy ý sử dụng. Lão Hàng à, tâm ý của cậu tôi hiểu. Chờ sau này chiến đội giành được thành tích tốt, kiếm được tiền, nhất định sẽ trả cậu. Hay là chúng ta đến Thượng Hải đi. Ở đó người đông, cũng nhiều chiến đội. Chúng ta đến Thượng Hải bắt đầu lại, liều thêm lần nữa. Chúng ta chào đón thành viên mới Tiểu Ưu, Nhất Thiên gia nhập. Hoan nghênh gia nhập. Cảm ơn mọi người. Được đó đội trưởng, anh phát tài rồi hả? Đến Thượng Hải ở căn nhà sướng như vậy luôn. Cảm ơn. Tôi hả? Luôn không thể để mấy cậu con trai chen chúc trong một căn phòng rách nát mãi. Hơn nữa, ngãi tình là con gái, tôi không thể để người ta chịu thiệt. Hôm nay có phải lại không có gì ăn ngon không? Lão Hàng, giống vậy tôi luôn cho rằng anh sẽ thích chó lớn đó. Ví dụ như là chó ngao Tây Tạng chẳng hạn. Đúng. Nghĩ cả ngày thì ra cậu lại thích kiểu quấn cậu suốt 25 tiếng như vậy ha. Có khi còn bám lấy cậu, còn dùng móng vuốt nhỏ cào cấu cậu, cậu mới chịu nổi ha. Siêu dễ thương. Tôi thật sự không ngờ đó Hàng Thương Ngôn à. Cậu nói coi, một người đàn ông mà dịu dàng với một con mèo như vậy thiệt tình. Nè, đồ ăn tới rồi, rồi. Thử tay nghề của tôi đi. Lần trước tôi học từ mẹ của tôi đó. Thơm thật. Nào, nè, ăn đi. Hôm nay là lần thứ hai chúng ta cùng nhau đón năm mới. Lần này đặc biệt phải cảm ơn Hàng Thương Ngôn. Nếu không phải cậu ấy khẳng khái chi tiền thì chiến đội của chúng ta sớm đã giải tán, tuyệt đối không có hôm nay. Cảm ơn Lão Hàng. Cảm ơn Lão Hàng. Chuyện nhỏ thôi. Cảm ơn nha. Tiếp theo đây, chúc cho mọi người năm mới vui vẻ. Chúng ta cùng lên Thượng Hải, bắt đầu lại từ đâu. Năm mới vui vẻ. Cạn ly. Em không đau chút nào. Lão đại, người là sát cơm là thép đó, anh là trụ cột của K&K chúng ta, anh phải ăn nhiều một chút, tay nghề em được lắm đó. Em để đây trước cho anh nha. Em cũng không biết tại sao tự nhiên anh không muốn ăn nữa, cho nên đã làm thêm hai món này nữa nè. Hy vọng là anh thích nó. Hôm nay tôi xin lỗi. Ăn chung đi.
Dạ. Anh mau ăn thử đi. Đồ ăn có nguội không vậy? Anh mau thử coi. Món trứng này nữa, là chiều nay em mới mua trứng mới đó. Nếu anh không thích loại này, em có thể làm trứng chiên cho anh. Em cũng không biết là anh có ăn được món cay không, cho nên em không có nấu món cay. Nếu anh thích ăn cay thì em có thể nấu món cay cho anh. Nếu như anh không có thích ăn cơm thì ngày mai em có thể... Thấy phiền không? Đâu có phiền, đâu có phiền chút nào đâu. Ăn được. Em nói tay nghề em cũng được mà. Alo, đội trưởng à, em không có tìm được ông. Anh có thể cho em biết ông hình dáng như thế nào hay là ông mặc đồ gì không vậy? Tới bây giờ em vẫn chưa đón được ông nè, em lo lắng quá. Được, để tôi tra. Cậu dơ bảng cao một chút, tôi sợ là ông lớn tuổi không chú ý đó thôi. Demo nói là không đón được. Anh thật sự không đến đó để chờ ông hả? Đi cũng bị la, không đi cũng bị la. Thay vì bị la ở nơi công cộng, chi bằng ở trên xe nghỉ ngơi dưỡng sức. Sao em không đi đi? Em cảm thấy một mình demo chắc là đủ rồi. Nè, ở đâu vậy hả? Ông ơi, ở đằng trước đó, sắp tới nơi rồi. Thằng Thương Ngôn, ông bay từ xa đến mà con không ra đón ông. Nội ơi, không phải con đang ở đây sao? Chỗ đậu xe khó tìm lắm, nội đừng la con trước đám đông có được không? Con sợ mất mặt hả? Vậy thì con phải nghe lời chứ. Ông ngoại. Ê, Tiểu Bạch. Nào nào nào, để ông coi nào nào nào. Sao con ốm dữ vậy? Có phải Hạng Thương Ngôn không cho con ăn đàng hoàng không? Cái thằng quỷ sứ này thiệt tình hả? Không cho nó ăn đàng hoàng mà có thể đẹp trai như vậy sao? Nội đừng vu oan cho con. Con tưởng ông không biết sao? Cuồng công việc, làm việc một cái là không có thời gian chăm sóc bản thân. Ông ơi, chúng con được chăm sóc rất là tốt. Ông coi, con trắng trẻo mập mạp không nè. Cái thằng nhóc này. Lên xe đi. Ê nè Tiểu Bạch, lên xe, lên xe. Đội trưởng à, thật sự lần đầu em nhìn thấy lão đại nói chuyện ngoan ngoãn như vậy luôn đó. Đã lâu không về à. Đúng rồi, lúc nãy con nói con tên gì vậy? Dạ, con tên là Đới Phong. Ý cha, Đới Phong. Đó chẳng phải là demo hay sao? Ông ơi, đó là tên ở trên mạng thôi. Sau khi mà con thi đấu xong á, phải về nhà tìm việc đàng hoàng để làm nghe con. Chứ đừng có bắt chước như Hàng Thương Ngôn từ sáng tới tối làm loạn à. Ê, ông, lão đại đâu có làm loạn gì đâu. Lão đại? Ờ. Lão đại sao hâu đen cái gì chứ? Ê, đúng rồi, Tết này à, sao con không về nhà vậy hả? Nhà con bố mẹ đang đòi ly hôn, rồi chia nhà cửa, về nhà sao không có chỗ ngủ. Nè, Hàng Thương Ngôn, chăm sóc tốt cho người ta đó, nó còn nhỏ lắm nghe chưa. Ông ơi, con không còn nhỏ nữa, con nhìn non thôi. Ồ. Ông ơi, ông đi đường chắc là mệt rồi, con đấm lưng cho ông nha. Tiểu Bạch à, đi mua chút đồ giùm ông đi. Sau đó con đến chỗ ăn cơm đón Tết để tụ họp với mọi người. Dạ. Ê, Hàng Thương Ngôn, xách hành lý lên phòng ông đi, xong đi với ông tới một nơi. Con biết rồi. Ông ơi, ông có thoải mái không? Ừ, được đó, được đó. Đậu Nam, Đậu Nam con mau xuống đây đi. Chị của con về rồi, có nghe không? Đừng chơi nữa. Mợ ơi, nhìn nè.
Đây là quà con chuẩn bị cho mợ. Yeah. Chị coi hiểu chuyện quá. Mợ thích không? Lần nào cũng mang quà đến cho mợ, mợ thấy ngại lắm đó. Chị ơi, hai người còn chơi game không vậy? Không chơi nữa. Chị hết thế đánh rồi hả? Hay thay lòng đối giả? Không phải. Trời ơi, đừng có lên giường của chị mà. Em sốt ruột thôi mà, nói rõ đi chị. Thì anh ấy nói với chị, giờ anh ấy không muốn yêu đương, muốn cố gắng xây dựng sự nghiệp, từ chối chị thẳng thừng rồi. Bà cái lý do dở hơi này cũng tin nữa. Suy cho cùng chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó là người ta căn bản không có thích chị. Đương nhiên, nói một câu thật lòng á, anh ta già rồi, sao mà xứng với chị được. Hồ Đậu Nam, em có thôi đi không? Cầm máy của em đi, lát nữa còn ăn cơm tất niên nữa đó. Chị đừng có gọi hết tên em ra như vậy. Còn nữa, em không muốn đi đâu. Mỗi lần chị em về, em bị gọi lên phê bình dạy dỗ. Cả nhà đều học giỏi, còn mình đây học ngu à. Em có lương tâm hay không hả? Chị gái mỗi lần về đều mang quà cho em. Chị ấy tặng đồ càng cao cấp, mà em càng thấy em không có tiền đồ gì hết. Thì em vốn không có tiền đồ mà. Học dốt lỗi tại ai hả? À phải rồi mợ ơi. Niên Niên với Nam Nam vừa về nhà đã chui vào phòng. Hai đứa nó làm gì vậy? Trời ơi, không phải là em con vì con bé Niên Niên kia chơi game hay sao? Hai đứa nó bây giờ chắc chắn là đang trốn trong phòng chơi game rồi đó. Mẹ, mẹ phải để ý đó nha, cẩn thận không nó lại mê muội mấy trò không lành mạnh. Rồi rồi, về nhà mẹ sẽ nói với nó ha. Ê, sắp tới rồi hả? Chắc là sắp tới rồi ha. Chắc là đang trên đường tới đó. Mẹ nói con nghe, lần này là cháu của gia đình có quan hệ với nhà ta nhiều năm, cô đừng có hành xử tùy hứng đó. Trời ơi, con biết rồi, mợ coi mẹ con lại nhiều chuyện nữa kìa. Đúng vậy, con bé sẽ không làm vậy đâu, nó đúng ngoan vậy, lắm. Đúng vậy, mợ là tốt nhất trên đời luôn. Mặc dù KNK giờ vẫn đang lỗ vốn, nhưng đó cũng là quy luật tự nhiên. Ví dụ KNK Na Uy cũng phải chịu lỗ 3 năm mới bắt đầu có lợi nhuận. Tôi nghĩ DT cũng không cần nói nữa, bởi vì mọi người đều rất quen thuộc với cậu ấy rồi. Cậu ấy cũng vẫn ổn, duy trì được vị trí đứng đầu. Còn về những đội viên khác, tôi cảm thấy Crunch và 97 thì... Chị lén coi gì vậy? Chị lén xem cái gì chứ? Nói gì vậy? Rõ ràng vừa rồi không hề đeo tai nghe. Xấu xa chột dạ. Chị làm gì xấu xa mà chột dạ chứ? Chị đó. Gì chứ? Chị đi vệ sinh đây. Nhấc cái chân của em ra đi, đáng ghét. Trời ơi. Không phải thích tôi sao? Sao đến nhiên tôi độc thân và không hứng thú với con gái mà em cũng không biết nữa. Nè, em đứng lại, không được xâm phạm sự riêng tư của người ta. Cái người trên màn hình vừa rồi có phải là chị không vậy? Chị cái gì chứ? Chị ê, chị ơi, bên cái anh kia rồi hả? Anh nào ở đâu ra? Anh ấy là ai vậy? Để em coi coi. Chứ không có. Nè, là giai em nhìn thấy có anh nào mà. Vậy chị tự sáng tạo ra không được sao? Em thấy đâu có giống đâu. Chị có người yêu rồi hả? Em mới là có người yêu đó. Chị có người yêu rồi đúng không? Chị có người yêu, chị có người yêu. Chị có người yêu rồi, chị có người yêu rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Không nói nữa, không nói nữa, không nói nữa. Em sai. Ở đây đúng không? Chắc là đúng rồi, chỉ đường hiển thị ở đây mà. Nội từ từ. Ê, chờ chút. Sao con ăn mặc đen thù lùi như vậy nè? Trong tủ quần áo của con toàn đồ như vậy thôi. Hôm nay ông dẫn con đi coi mắt, con không mặc lịch sự hơn được sao? Sao con biết được là đi coi mắt chứ? Con còn nghĩ nội đi gặp bạn cũ mà. Ông nói cho con biết, hôm nay coi mắt chỉ được thành công không được thất bại. Nội áp đặt con như vậy thì tổ chức lễ cưới luôn đi, coi mắt làm gì nữa chứ. Con, nội vô trước đi, con đi trước, lát nữa nội gọi cho con. Ôi trời, ôi dạ. Nội lại sao nữa? Ông bị đau tim. Nội vừa vừa thôi nha.
Đừng có lằng nhằng nữa đi. Đến rồi. Chú Hàng, chú đến đây hả? Tiểu Đồng, Tiểu Lâm. Trời ơi, chú nói gì vậy? Chú đến tụi con mừng còn không kịp nữa, có phải không? Đúng vậy, chú Hàng à, mấy năm không gặp tinh thần chú vẫn dạ, tốt đúng ha. Vậy. Đúng vậy, mấy năm không gặp lại cậu, cao lên rồi đó còn, nghe. Còn cao cái gì nữa, còn bao nhiêu đâu tuổi có già rồi? Con già rồi chú ơi. Chào chú, chào cô. Chú Hàng. Ôi trời ơi, bé mập, con gái đâu? Con gái cháu đang trong phòng rót trà cho chú kìa. Mau lên đi. Mời chú, mời chú. Chúng ta đi. Từ từ đó. A Kiều. Dạ con chào ông. Mau gọi ông Hàng đi con. Con chào ông Hàng. Là con bé đó sao? Dạ là nó đó, con gái con đó. Ông Hàng, trong nước thời tiết hơi khô, con đặc biệt chuẩn bị hoa quả cho ông rồi. Không biết có hợp khẩu vị ông không? Ê nè, vô đây đi. Chào hỏi đi con. Chào anh, tôi là Hồ Nguyệt Kiều. Hàng Thư Ngôn. Ông Hàng, ông mau ngồi đi. Ngồi. Ông vừa mới từ Na Uy trở về, chắc là vẫn chưa quen với trà ở trong nước. Con đặc biệt chuẩn bị trà hoa cho ông đây. Không biết có hợp khẩu vị của ông hay không. Ông đi đường mệt lắm có đúng không? Vẫn ổn, vẫn ổn. Ông uống trà đi. Chú thấy sao? Cái này A Kiều đặc biệt chuẩn bị cho chú đó. Niên Niên, mau lên con. Con biết rồi. Chị. Niên Niên, con làm sao vậy? Có bao nhiêu khách khứa con lại ăn mặc như vậy? Mau lên, thay đồ lẹ lên. Chờ chút. Đây là nhà cô sao? Đúng đó, trùng hợp quá. Niên Niên làm cái gì vậy? Sao mà vô ý quá hả? Xin hỏi nhà vệ sinh nhà cô ở đâu vậy? Bên đó kìa. Ở bên đó. Cảm ơn. Không có gì. Niên Niên, lên lầu thay đồ mau lên đi. Ăn trái cây đi. Không cần. Vậy uống trà. Tôi có nước ép rồi. Nè, Niên Niên, mau lên. Mau chào ông Hàng đi. Chào ông Hàng. Bây giờ con sao gái của con này đang học ngành máy tính ở trường đại học. Chị cũng đâu có biết. Nhìn là biết con bé ngoan. À đúng rồi, đúng rồi. Tôi có đứa cháu ngoại đẹp trai lắm. Ở trường thằng bé cũng học về máy tính đó nghe. Dạ. Chờ chút, hai đứa làm quen với nhau đi. Ông tin là sẽ có nhiều đề tài chung để nói chuyện đó. Lát nữa cháu nó cũng tới có đúng không? Có nghe không con? Con thấy Tiểu Bạch với con bé có xứng đôi không? Không biết. Ông thấy hợp thì hợp. Thôi. Nè, gọi điện cho nó. Ăn cơm tất niên không được đến trễ ha. Được thôi. À, chú Hàng, chú đi chậm thôi nha. Được, được, được. Cẩn thận. Chú Hàng à, chúng ta đi xe này thoải mái hơn. Chiếc này dạ, hả? Dạ, ngồi chiếc này đi. Nè, 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 nè. Chút nữa con hãy tìm cơ hội hỏi con bé về chiều cao, cân nặng, sở thích nữa nha. Ha. Nè, 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 con có nghe không vậy? Ông Hàng à, chúng ta lên xe đi. Được, được, được. Để con dìu ông. Ê, ông đi từ từ. Được, được. Ôi mẹ ơi, chị,
Giờ sao chị? Ê, em qua đó trước nha. Nè, Niên Niên, mẹ giao cho con một nhiệm vụ. Chị họ của con đang coi mắt với cậu kia đó. Lát nữa con lên xe họ, nghe coi họ có nói gì hay không nha. Đến khi đó tùy cơ ứng biến, có biết chưa? Xem mắt sao? Ờ, sao vậy? Nè, Đậu Nam, cô lên chiếc xe phía sau đi ha. Dạ, dạ. Đậu Niên, lẹ lên đi con. Con không lên chiếc xe đó đâu. Dạ xin lỗi, họ kêu em qua chiếc này ngồi đó anh ơi. Con không muốn ngồi chiếc xe đó. Tại sao vậy con? Vậy con bắt xe đi hay sao? Vậy thì con đi bắt xe. Ê, bắt xe gì chứ? Chị và anh ấy lần đầu tiên gặp nhau, lỡ một lát không có gì để nói, chúng ta còn có thể tám, nếu không xấu hổ lắm. Đúng rồi. Nè, ngoan ngoan ngoan, đi 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 con. Đi toàn đi, là người toàn của là mình không mình à. Chẳng phải anh ấy sợ. Nói không có kế hoạch quen bạn gái sao? Không có gì đáng sợ đâu, đừng có sợ. Vậy em ngồi phía sau, chị ngồi trước. Đồ ngốc, người ta đâu phải không muốn có bạn gái, rõ ràng là không muốn để ý tới mình mà. Xin lỗi nha, áo của anh. Nhích vô đi. Em biết không, chị đi coi mắt bao nhiêu lần, từng gặp bao nhiêu đàn ông, đây là người thiếu phong độ nhất đó. Ngồi cho chắc. Tôi cảm thấy chúng ta đều là người trưởng thành, nên thẳng thắn thì tốt hơn. Vậy tôi sẽ tự giới thiệu bản thân mình trước. Tôi làm về marketing, chủ yếu phụ trách quản lý thương hiệu. Anh làm nghề gì? Không có công việc đàng hoàng. Vậy thì cũng phải có nghề nghiệp chứ. Nghe mợ nói anh đang lập nghiệp sao? Nghề nghiệp? Chơi game có tính không? Chơi game hả? Quá ra là tên ăn không ngồi rồi, rồi ăn bám gia đình. Tôi đã nói rồi mà. Thật ra nghề nghiệp của anh ấy cũng là công việc đàng hoàng. Chơi game mà cũng là công việc đàng hoàng sao? Họ là nhân tài, lĩnh vực an ninh mạng thi đấu sẽ được huy chương, là lĩnh vực mới đang được nhà nước nâng đỡ. Với lại nếu họ thắng thì sẽ được rất nhiều tiền, nhiều tiền lắm đó. Nhưng cũng không phải vì tiền thưởng mà vì cảm giác vinh quang. Trong nước ta trình độ kỹ thuật internet có nhiều mặt đang dẫn đầu thế giới, đã lấy rất là nhiều giải thưởng. Vậy tức là chơi game cả đời rồi. Đến rồi hả? Ủa sao dừng ven đường vậy anh? Tôi cảm thấy chúng ta nên nói rõ ràng thì hơn. Tôi không có chút hứng thú nào với cô hết. Tương lai cũng nhất định không có hứng thú. Tất nhiên đối với người như tôi, cô cũng không có hứng thú gì. Chúng ta đều là người trưởng thành, nghe theo lời người lớn ăn hết bữa cơm này được không? Còn nữa, cô cũng không cần giả vờ không quen biết tôi, giả vờ không thấy mệt sao? Làm sao đây? Niên Niên, hai người quen nhau sao? Mới quen biết không bao lâu. Anh ấy mới về nước mà. Em ngày nào cũng ở trường, vẫn còn chưa đi làm. Sao hai người quen nhau được chứ? Ở quán net. Bạn quen trên mạng? Không phải. Quen nhau ở quán net nhà em sao? Dạ đúng đúng đúng. Dạ cái gì mà dạ? Ở đây chắc chắn là có vấn đề rồi. Cuối cùng cũng tới, Ngọc muốn chết luôn. Nơi này cũng được chứ bộ. Nguyệt Kiều à, thế nào rồi? Đừng hỏi nữa, anh ta ngông lắm. Con không thể hiểu nổi, bản thân không có công việc đàng hoàng mà lại tỏ ra chảnh chọe. Sao lại vậy chứ? Mẹ nói con hay, chút nữa ăn cơm nể mặt chút.
Tết đến đừng làm người lớn mất vui nha con. Con biết rồi. Chút nữa khi kết thúc nhớ lấy hai món đồ. Hình như hai người họ quen biết. Hai người họ? Mẹ biết không? Có chuyện gì cứ liên lạc cho tôi mọi lúc. Làm phiền rồi. Được, cảm ơn. Con thấy hình như phải. Vào trong trước đi, mọi người đều đang đợi đó. Đi. Sao không vô trong? Tôi thấy mọi người đều vô trong hết rồi. Tôi muốn đợi anh, như vậy lịch sự hơn. Tôi không có hứng thú với chị họ cô. Cố gắng cũng để cô ấy không có bất cứ hứng thú gì với tôi. Cho nên những lời cô nói trong xe thật ra là đang đổ thêm dầu. Nghề nghiệp của tôi là thế nào, không cần để một người ngoài phải tìm hiểu. Càng huống hồ là người sau này sẽ không xảy ra bất cứ tiếp xúc nào. Càng không cần thiết giải thích điều gì với cô ấy. Hiểu chưa? Còn nữa, còn về tại sao trong xe nói rõ chúng ta quen biết, không phải là muốn cô khó coi, mà vì đây là lời nói dối, không cách nào tiếp tục kiên trì được. Lát nữa em họ tôi sẽ đến đây, nói quen với cô. Hơn nữa nó nhất định sẽ nói sự thật, cho nên không cần thiết mới bắt đầu đã giả bộ chúng ta là người xa lạ. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Chúng ta không phải người xa lạ. Trong lòng thoải mái hơn chưa? Ừ. Vô trong đi. Nè, qua đây, qua đây. Nè. Sao vậy cô hai? Cô hỏi con, con quen Hàn Thương Ngôn mà. Con người cậu ta thế nào? Con chỉ mới quen anh ấy có một tuần thôi. Con chỉ biết anh ấy chơi game khá giỏi. Cô hỏi nhân phẩm cậu ấy thế nào? Có phải thật sự không có nghề nghiệp chín chắn không? Hay là cậu ấy giả vờ vậy? Chơi game giỏi cũng không có nghĩa là không có nghề nghiệp chín chắn. Vậy con cảm thấy cậu ấy và chị con thấy... Cô hai à, điện thoại con rung rồi. Có điện thoại bạn học của con đi nghe điện thoại ha. Alo á. Đúng rồi. Mình đang ăn cơm với người nhà. Hôm nay, được, vậy đợi mình ăn xong. Đúng vậy. Cậu nói đi. Như vậy hả? Tối nay mình về đưa cậu đi được không? Bây giờ không tiện cho lắm. Ê, Tiểu Bạch con tới rồi sao? Qua đây. Tiểu Bạch à, đây. Đây là cháu của tôi, cháu ngoại tôi đó. Đây là người khi nãy chú nói hả? Bây giờ đã cao như vậy Bạch. Rồi à? Trời ơi, đẹp trai quá. Con có bạn gái chưa vậy? Vẫn chưa đâu, đợi con giới thiệu đó. Đây. Đây là quà nó cho con nè. Cảm ơn. Cô đã chiều chỗ cho con rồi. Bên này có chỗ nè. Dạ. Nào. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Tới đây. Chú coi khách sáo quá. Ngồi đi. Có chuyện gì vậy? Cái gì? Cô gái thích anh sao cũng ở đây vậy? Chúng ta có giao tình. Ông nội kêu em ra mắt với cô ấy. Anh đang giỡn cái gì vậy? Anh đã nói rồi, ông nội về đây không có chuyện gì tốt. Nếu coi mắt cũng là coi cho anh chứ liên quan gì tới em. Coi chứ gì cũng tốt. Nhanh chóng giải quyết rồi. Chuyện của em tự mình giải quyết đi. Anh không giúp được đâu hả? Ê, Niên, con qua đây. Nào. Ông giới thiệu với con nghe. Vừa rồi quên giới thiệu. Đây chính là cháu ngoại của ông, Ngô Bạch. Ê. Nè. Đây là Niên. Ba mẹ con từng gặp nó lúc còn nhỏ đó. Ê, qua đó. Hai đứa qua đó nói chuyện đi. Nào. Mau lên, qua đó đi. Nào. Ôi trời, hai con nói chuyện nhiều vô nha. Cháu ngoại này của ông cũng học công nghệ thông tin đó nghe. Đúng rồi đó Niên. Chuyên ngành của hai tụi con giống nhau, chắc chắn có rất nhiều chủ đề để nói đó. Nè. Chào hỏi người ta đi con. Nè. Con biết cô ấy. Hai đứa quen biết hả? Hình như cô ấy là bạn gái của anh con.
Tiểu Bạch, em nói bậy gì vậy? Không không không, ngừng. Ngoại không nghe nó nói, ngoại nghe con. Tiểu Bạch à, con nói đi. Cụ thể thì con không rõ cho lắm, nhưng mà người ở trong câu lạc bộ của con đều gọi cô ấy là chị dâu. Chị dâu? Không phải, không phải đâu. Niên Niên, con không giải thích coi đây là chuyện thế nào sao? Niên Niên, con qua đây. Qua đây. Cuối cùng chuyện là như thế nào? Tại sao đột nhiên lại nhảy ra một người bạn trai mà ba mẹ đều con không biết? Con không biết, anh ấy thật sự không phải. Không phải chuyện như vậy đâu. Nói cho rõ ràng. Cô à, hay là nghe con giải thích trước đã. Đừng nói nữa. Con im miệng. Con còn nói nữa, ông sẽ đánh gãy chân con. Ông nội, ông đừng tức giận. Ông thấy Niên Niên cũng rất oan ức mà. Không biết ở đây có điều gì không ổn không? Đậu Nam. Dạ. Chị có quen bạn trai từ khi nào vậy? Con không biết cụ thể. Tóm lại, chị con thích ảnh đó. Em nói bậy. Em nói thiệt mà chị. Không phải chị vừa gặp đã thấy yêu ảnh rồi sao? Đừng có nói nữa được không? Đậu Nam. Nhưng mà hai người họ quen nhau từ lúc nào con đâu có biết đâu. Chứ cả lúc ở Quảng Châu. Em im miệng đi. Được rồi, con ngồi xuống đi. Nhà chúng tôi tiến bộ. Chuyện qua bạn trai không phải chuyện gì xấu. Tiểu Hằng à, cậu thẳng thắn thừa nhận tốt biết mấy. Đúng không anh? Cô Hai à, mọi người thật sự hiểu lầm rồi. Con và anh ấy thật sự... Người lớn nói chuyện, con đừng có xen vào. Không có hẹn hò. Được rồi mà ha. Ông Hằng không có sao ha. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa ha. Tiểu Hằng, hôm nay cứ xem như chúng ta chính thức quen biết nhau. Sau này có thời gian thường xuyên đến nhà chơi, được không? Tôi nói cho ông nghe, cậu Hằng bận rộn lắm. Ông đừng làm khó người ta nữa, có được hay không? Nè. Thật ra nên nói rõ từ sớm. Nói rõ thì mọi người cũng không cần lo lắng không đâu. Đúng không chú Hằng? Đúng. Qua chào hỏi cô chú đi con. Hôm nay coi như là lần đầu tiên chính thức giới thiệu. Qua chào hỏi đi, nhanh lên. Đi qua chào hỏi một cái đi. Ông cũng lớn tuổi rồi, nếu mà cãi lộn không biết sẽ có chuyện gì nữa. Còn đang Tết nhất nữa. Hiện giờ các phụ huynh đang ngồi đây đã chắc chắn rằng mình gạt con gái người ta, mà con chịu thừa nhận. Đi đi. Con chào chú, con xin chào cô. Con là Hàng Thư Ngôn. Con qua lại với Đồng Niên cũng chưa lâu, chưa được sự cho phép của cô ấy, nên không dám đến tận nhà thăm hỏi. Mong cô chú thứ lỗi cho con. Được rồi. Chú hiểu ha. Không sao ha. Qua đó ngồi đi ha. Được. Nào. Hôm nay 30 Tết mà mọi người đều vui vẻ lên, hứng khởi lên đi. Đúng. Có chuyện gì thì để sang năm rồi mới nói, có được không? Được. Này, ngồi đi. Nè, ngồi đó, nhanh lên. Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ ha. Nè, mọi người cùng nâng ly, có được không? Hả? Nâng ly nào. Sự nghiệp luôn thuận lợi, được không? Được, nào, cạn. Phục vụ. Dạ. Đưa món lên đi. Dạ, có liền. Tôi nói cho ông nghe, nếu không phải tôi nể mặt cậu ta là người nhà họ Hàng thì tôi đã... Cậu ta lớn tuổi hơn Niên Niên bao nhiêu tuổi? Đúng vậy, cậu ta đúng là lớn tuổi hơn Niên Niên nhiều. Không được nhái lời tôi. Tiểu Bạch, bên tổng bộ có gọi điện tìm em. Em trả lời họ đi. Theo anh ra đi. Đừng ăn nữa. Ra đây. Em chán sống rồi hả? Ai kêu anh chỉ biết ngồi một bên xem náo nhiệt. Nếu không phải trong phòng toàn người ngoài thì anh đã nổi điên với em từ lâu rồi.
Anh thừa nhận rồi mà. Nói thừa, không thừa nhận được chắc. Đang Tết nhất, ông nội cũng đã lớn tuổi, nếu mà xảy ra chuyện gì em gánh hả? Ông nội cũng thiệt tình, lời ai nói cũng chẳng tin, mà lại tin kẻ gian xảo như em. Chỉ có lần này thôi nha, không được có lần sau đó, nghe rõ chưa? Ê, anh rể. Không ngờ luôn đó, đến cuối cùng anh vẫn là anh rể của em, chúng ta có duyên quá mà. Có chuyện gì vậy? Ê, ông nội gọi hai người vô ăn chung. Mình đi ăn thôi. Bây giờ mấy đứa mà lớn tuổi một chút đều rất thương vợ. Đừng có thấy Tiểu Hoàng nhà tôi từ sáng tới tối vẻ mặt khó chịu, nhưng thật ra con người nó rất có tính cách và trách nhiệm. À còn nữa, sinh nhật của Tiểu Hoàng là ngày 14 tháng 2. Nè, Niên Niên á, thì là ngày 20 tháng 3, gần nhau quá chừng, tốt biết bao phải không? Giờ đây, chú Hoàng, chú ăn đùi gà đi. Được. Nè, Tiểu Bạch, đúng, con cứ lại đây, qua đây ngồi. Qua đây ngồi đi con, ngồi xuống. Ngồi đi, gấp đồ ăn đi con. Dạ. Hoàng Thương Ngôn, ngồi ngay đằng kia hả? Ngồi đó, đúng rồi, đó, đúng rồi. Qua đó đi. Nè, ăn đi. Ăn Tết nhất, vui vẻ một chút. Sao lại nói dối? Em họ tôi, nó thích một cô gái, cho nên nó muốn tôi giúp nó thoát khỏi lần coi mắt này. Việc vô cùng khó, bất đắc dĩ phải dùng cách này. Đợi qua đêm nay, có thể tìm đại lý do chia tay. Không chu đáo, không dịu dàng, hai người không có tiếng nói chung, cách biệt tuổi tác quá lớn, đều được hết. Lý do chia tay sẽ do cô quyết định. Ồ, được. Xin lỗi. Không sao hết, dì giúp anh ấy đúng không? Ê, Hàng Thương Ngôn. Mà, không sao hết. Món này nè, lại lên. Cảm ơn. Ăn đi. Cảm ơn. Đủ rồi. Em không ăn nhiều như vậy đâu. Ăn đi, cứ từ từ ăn hết. Đi uống nước lẹ. Mau. Được rồi. Cứ từ từ uống. Tiểu Bạch, lát ăn xong còn dư lại nhớ gói mang về. Tiểu Hoàng, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, ăn cũng nhiều ghê ha. Nhà vẫn còn đứa nhỏ mà. Từng ly hôn xong còn có một đứa con. Không phải, là cậu nhỏ trong câu lạc bộ của nó Tết này không về nhà, ở tạm nhà chúng tôi đó mà. Nè, ăn đi. Ông đi từ từ, phía trước có bậc thềm. Được, ngoan. Niên, mau lên xe đi. Ý, chờ chút. Để Niên ngồi cùng xe với cháu trai của tôi đi. Ngồi xe của con đi. Bố mẹ người ta đi xe đến mà. Cái này con nói đi. Cô à, chú à, cho đồng Niên đi xe của con nha. Cô chú yên tâm,
Xe của con đi sau xe của cô chú. À, đúng 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 vậy. Nể mặt tôi một chút đi ha. À, đi thôi đi thôi. À, lên xe lên xe. Ông à, để con dìu ông. Cẩn thận bật thềm đó. Nào. Lên xe đi. Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Muốn nói gì sao? À, bao giờ thì chúng ta chia tay? À, vì cũng phải cần có kỳ hạn chứ. Để tôi còn nói chuyện với ba mẹ. Cô muốn bao giờ chia tay? Chưa nghĩ sao? Hay tháng sau đi. Chia tay vào dịp Tết liệu có nhanh quá không? Không tốt lắm đâu. Như vậy đi, cô quyết định. Khi nào cô muốn chia tay thì báo trước tôi là được. Trước khi chia tay thì cô vẫn là bạn gái của tôi. Muốn gì cứ việc đề xuất, tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Đáp ứng. Nói được làm được. Về đi, mẹ cô đang chờ đó. Vậy tôi xuống trước nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Nói chuyện gì mà lâu quá vậy? Dạ không có gì đâu, đi thôi. Mình vào nhà đi. Ông coi, Niên Niên lần đầu tiên hẹn hò, tôi cũng không tiện đả kích nó. Lo tào lao không, có ân định bao giờ đâu. Tôi đã nói với ông rồi, con gái mà xinh đẹp quá cũng nguy hiểm lắm. Sớm biết như vậy để cho nó ăn mập mập lên một chút, hả? Mập sẽ có cảm giác an toàn, đến lúc hẹn hò mới giảm béo cũng vẫn còn kịp đó. Tôi cho bà biết nha, đó là hồi cấp 2, cấp 3. Bây giờ Niên Niên đã thành niên rồi, làm nó mập, nó sẽ tự ti đó. Nè, ông nói coi, tôi hàng ngày đều trang điểm cho nó xinh đẹp như vậy, ai ngờ nó lại tìm một người bạn trai như vậy chứ. Bà đó, tôi nói bà nghe nè, bà như vậy là thành kiến có biết không? Người ta ngoài chuyện hơi lớn tuổi ra, đâu có điểm gì không tốt hả? Ông nói coi, tôi nhìn Niên Niên vui vẻ như vậy, tôi thật không biết phải nói cái gì nữa. Nấu xong rồi. Ê trời, bà đó tốt nhất đừng nói gì hết, cứ thăm dò nhân phẩm rồi tính ha. Ngửi coi xem tay nghề của tôi ra sao. Được, ông đừng làm mình bị phỏng đó. Thử một miếng thôi. Mau đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi, mau lên. Đi. Tôi đi làm gì cái đã. Đi. Được thôi. Niên Niên, có ba nấu gì cho con đây?